Để các bạn làm bài cho nổi tí, thì trong số các anh chị thì hầu như các anh chị đều là có hiring manager và có cả những anh chị cũng đã làm trong ngành cũng từ 1 đến 3 năm rồi. Cho nên là đây cũng là một cái dịp mà nếu mà các bạn showcase làm bài tốt đó, thì cũng có thể connect được với những anh chị hiring manager. Rồi thì đó là về cái đó là lý do tại sao mọi người thấy hôm nay mình khá là đông đúc tham gia cái buổi hôm nay. Tiếp theo là để vô trong đề thì mình muốn gửi lời cảm ơn tới những bạn đã tham gia gói starter của batch 2. Thì đây là những bạn học viên mà theo tụi mình đánh giá chung là đều rất là xuất sắc cả về mặt năng lực tư duy lẫn cái khả năng cái sự cố gắng khi mà các bạn xuyên suốt cái khóa học và xuyên suốt cái quá trình mà các bạn làm bài thì tụi mình đã nhìn thấy được rất là nhiều nỗ lực. Từ cái ngày đầu tiên lúc mà bắt đầu làm bài luôn thì đều mọi thứ đều rất bài bản, và khi mà tụi mình quan sát những bạn đó thì thật sự là khá là eye opening, và ví dụ có những bạn là nếu mà cảm thấy công ty mà có headcount á là sẽ muốn tỷ liền. Thì thật sự là cảm giác đây là một cái space mà rất là hay để các bạn showcase được là mình có cái gì, và các mentor là ba đứa tụi mình trực tiếp chứng kiến cái cảnh đó, và ngay lập tức là sau này nếu mà các bạn apply job và các bạn cần endorsement đó thì tụi mình hoàn toàn có đủ data point để tụi mình chia sẻ với những cái người mà recruiter về về các bạn ha. Thì rồi cái đó là cái ý tiếp theo. Cái video này thì đâu đó nó có thể sẽ được đăng lên YouTube nha mọi người, mình chưa quyết định nhưng mà hết sắp chiếu là nó có thể sẽ được đăng lên YouTube. Rồi sau buổi hôm nay thì tụi mình sẽ có một cái phần tổng kết của team và sẽ share lại kết quả là xem ai hạng nhất, ai hạng nhì, ai perform xuất sắc trong lớp này, thì share lại kết quả tốt nghiệp cho mọi người. Và cái có một ý nữa là tụi mình sẽ tổ chức một buổi offline ở Hà Nội và một buổi offline ở Sài Gòn, tại vì cơ cấu team ở Hà Nội khá là nhiều, thì lúc cái này cũng sẽ thông báo sau. Và rồi một cái ý cuối cùng á là với những bạn học sinh xuất sắc thì xuất sắc không có nghĩa là cái bài này các bạn cần phải làm rất xuất sắc thì các bạn mới được gọi là học sinh xuất sắc, nhưng mà tụi mình sẽ xem xét cả cái quá trình luôn. Cái quá trình các bạn có thể là cái output nó chưa tốt nhưng mà các bạn đã phát triển rất nhiều, đã cố gắng rất nhiều, thì đó cũng là một dạng xuất sắc. Thì tụi mình sẽ cân nhắc những bạn học sinh rất là xuất sắc xem nào để đưa các bạn những cái public LinkedIn review, thì hy vọng là cái đó cũng sẽ giúp cho các bạn trong quá trình tìm việc hoặc là trong sự nghiệp tương lai ha. Rồi thì mình sẽ đá trái banh này qua cho Thành với anh em, xem anh Thành xem Thành với anh em có nói gì thêm trước khi mình bắt đầu present không. Ok, cảm ơn Dương. Thì mình muốn gọi là cảm ơn các bạn đã tham gia khóa học này. Tại vì tụi mình mở khóa học này ra với mục đích chia sẻ cho cộng đồng, cho nên lúc đầu cũng hơi rén, không biết là có ai thấy cái này có value hay không. Nhưng mà qua hai bác thì tụi mình cũng dần có một cái nhận định là có thể là cái tụi mình đang dạy nó có value gì đó cho thị trường, cho nên là cũng nhiều người đến và muốn đăng ký. Khóa tiếp theo thì đã đầy rồi và tụi mình đang tuyển sinh khóa 4, thì nó là một số cái dấu hiệu cho việc là maybe là mình đang làm một cái gì đó đúng. Cho nên là mình rất là cảm ơn mọi người đã là một phần trong cái hành trình này để tụi mình tiếp tục phát triển. Sau này nếu mà công ty lỡ đâu thành startup 100 triệu thì tụi mình sẽ không quên mọi người đâu. Tụi mình sẽ lo cho cổ Còn nếu mà tụi mình fail thì tụi mình cũng sẽ có người để blame. Đùa chứ, lúc nào cũng nói chung là cảm ơn mọi người thôi. Thì cái bài cái buổi presentation hôm nay thì nó dường như nó đúc kết lại và nó thể hiện tất cả những cái mà mọi người đã học trong cái khóa này. Thì mình hy vọng là trong cái quá trình mà làm cái bài này thì các bạn đã có cái không thời gian để mà reflect lại và áp dụng những cái kiến thức vô bài tập. Thì thật ra là có một số cái nó rất là tricky khi mà mọi người chưa đi làm thật sự á. Cho nên là nếu mà mọi người thấy struggle trong cái việc làm những cái bài này thì nó không phản ánh năng lực trình độ với mọi người, của mọi người nhiều như là nó phản ánh cái việc là mình chưa có cái môi trường thực tế đó mà áp dụng, mà xem coi là những cái quyết định của mình nó sẽ thể hiện như thế nào ra thực tế. Thì đó là những cái mình sẽ học được nhiều nhất. Cho nên là mọi người hãy bình tĩnh, tự tin, vui vẻ. Yeah, thì Ok, đó no, là phần no của mình. pressure nha mọi No người. pressure. Ok, thì mình chia sẻ thế Pressure, thôi. tí nữa mình pressure cho. Ok.
Dạ, anh em có muốn share gì không? Ấy là mình vui phết kiểu để cho các bạn gọi like đỡ presentation nhé, như kiểu dạng là cái bài final này nó sẽ tập trung khá là nhiều vào phần delivery, thế nên là cái phần discovery thì có vẻ là sẽ chưa mature lắm. Nên, tuy nhiên là kiểu ở cái level mà mình nghĩ là APM thì cần phải hands on khá là nhiều và tập trung vào phần delivery, thế nên là có thể các bạn sẽ thấy kiểu các cái phần discovery là chưa kỹ, data chưa kiểu là ngon nghệ lắm. Đánh giá effort của bạn các thế là ý là đối với một cái bài đầu tiên là chưa có một cái context gì, chưa có background gì về mặt kể cả cái ngành software luôn ấy. Mình đánh giá đấy khá là cao. Kia cả hy vọng là các bạn sẽ connect với nhau. Đối với cả cái việc mình làm business, mình thấy là kiểu về sau có quan hệ nó làm mọi chuyện trong cái việc làm business là dễ. Mọi người networking nhé. Ok. Ok, rồi cảm ơn Thành với lại anh em. Thì mình mới gửi agenda lên ha. Thì nãy giờ mình xong 10 phút welcome rồi. Thì bây giờ mình sẽ phổ biến cái cách trình bày. Thì mình sẽ có 3 nhóm, mỗi nhóm sẽ có tổng cộng là 30 phút. Thì trong đó có bao gồm là 20 phút sẽ để thuyết trình và có 10 phút Q&A. Thì Q&A ở đây là sẽ tất cả mọi người đều có thể Q&A nha. Các nhóm khác và các bạn ở bên bên community đều có thể thoải mái Q&A. Thì mọi người có thể Q&A bằng cách là chat lên cái khung chat, tức là mọi người thấy chỗ nào có question đó mọi người có thể chat liền lên luôn. Xong rồi đến 10 phút cuối á, thì tụi mình đi qua một lượt tất cả những cái câu hỏi đó. Nhóm sẽ trả lời cho các bạn ha. Rồi thì mình sẽ có tổng 30 phút, lặp lại là 20 phút thuyết trình và 10 phút Q&A. Thì có gì mình sẽ nhắc nhở khi mà cái thời gian nó sắp hết. Rồi thì cái thứ tự thuyết trình sẽ là nhóm đầu tiên là nhóm 1, nhóm của Sơn, nhóm tiếp theo là nhóm của Kiên, nhóm cuối cùng là nhóm của Ngọc. Thì mình đọc tên nhóm trưởng đại diện thôi ha, chứ không phải là do mình có thiện cảm với bạn đó đâu nha. Rồi ok, thì chắc là Sơn sẵn sàng cho em 10 giờ 17 rồi nè. Đã rồi, để em gửi link Figma xong rồi mình tiếp sang. Sơn nhìn tươi quá. Có tỏ ra ổn với chị. Có tỏ ra ổn. Mấy ngày chưa tắm rồi. Cái tóc nhìn Thành nha. À Thành ơi, Thành bị khó lại chưa Thành? Rồi. Ok, nice. Ok, thì chắc là nhờ Sơn bắt đầu phần presentation của mình. Mọi người nếu mà muốn theo dõi kỹ lưỡng hơn thì có thể vào phần Figma nhé. Ok, thế thì em chào tất cả anh chị bên sau và những anh chị khóa community ở đây và tất cả những bạn trong khóa part 2 của mình. Thì em là Sơn và em sẽ đại diện team 1 để thuyết trình về giải pháp của anh em về vấn đề là anh em phí ít sinh thái. Thì team em gồm tất cả 5 thành viên, gồm anh Dũng, chị Trân Kha, Nông Khoa, chị Vi và em là Sơn Trang. Rồi, phần bài làm của em chia thành hai phần, nhất là problem space và hai là solution space. Phần problem space thì bọn em đầu tiên sẽ đưa ra cái problem statement tổng quan, rồi sau đó bọn em show ra phần user interview. Ở user interview thì bọn em trình bày cái dữ liệu từ phỏng vấn dưới dạng framework là job to be done. Sau đó là bọn em bóc ra select những cái needs và chọn ra những cái key job story. Đó là phần problem space, còn phần solution space thì bọn em sẽ deliver cái hai level artifact, thì là workflow, bây giờ là IoT. Và tiếp theo là bọn em trình bày về low level artifact, gồm những cái user story cùng với hai cái job story và từng cái activity diagram. Và cuối cùng là phần wifi. Ok, thì về phần problem statement, bọn em nhận được rằng là với những người trẻ bận rộn với công việc và đang gặp vấn đề sức khỏe, họ muốn thay đổi thói quen uống không lành mạnh của mình. Tuy nhiên thì họ lại nghĩ rằng những cái món ăn healthy lại không ngon, khó nấu và đã tác động với họ.
điều này dẫn đến việc là họ tiếp tục duy trì cái thói quen này cũng không lành mạnh. Thì bằng cái cách gợi ý cho họ những món ăn healthy, nó hấp dẫn, dễ nấu và giá cả tí, thì bọn em mong rằng là có thể giúp họ dễ dàng nấu được những món ăn healthy và duy trì cái thói quen nó lành mạnh đó, nhờ đó mà sức khỏe họ sẽ được cải thiện hơn. Thực ra bọn em để đặt problem statement thứ nhất là thực ra bọn em có cả problem statement thứ hai nữa. Tuy nhiên cái nhóm này là cái nhóm mà đã có cái lối sống healthy rồi á, thì nó lại không nằm vào cái đối tượng bay hàng tới. Thì anh em quay lại skip phần này nhé. Ở phần phỏng vấn người dùng, bọn em chuẩn bị cái research question, thì có 6 research question. Thứ nhất là bọn em tìm hiểu là sức khỏe hiện tại của user ra sao, thói quen hiện tại của họ như nào, sự tác động của thói quen lên sức khỏe của họ ra sao. Tiếp theo là user họ đánh giá như thế nào mới là một thói quen lớn hơn thì đối với cá nhân họ. Và động lực nào đã khiến họ theo đuổi thói quen lớn hơn thì đấy. Và cuối cùng là những cản trở mà họ gặp phải trong việc theo đuổi thói quen lớn hơn thì đó là gì. Nếu mà anh chị click vào đây thì sẽ xem được toàn bộ những cái phần interview bao gồm câu hỏi và câu trả lời của đáp viên. Trong quá trình phỏng vấn thì bọn em phỏng vấn 6 người dùng. Có tất cả là có hai người dùng là Ngân và Trung là thực trạng là có cái thói quen muốn không được theo thì lắm lâu, có My là ở mức medium và có hai anh là ở level là ăn uống rất là healthy thì là thậm chí là có khả năng nấu rất là tốt nữa. Ok, từ những gì bọn em thu được trong quá trình phỏng vấn thì bọn em chia thành hai nhánh. Hai cái job tư đang lớn, cái job tư đang thứ nhất đó là tự nắm bắt được cái món ăn nào thì phù hợp với sức khỏe, chuẩn bị và quỹ thời gian của bản thân. Và cái nhánh hai là có thể order được những cái món ăn nào thì phù hợp với sức khỏe và chuẩn bị của bản thân. Đối với cái job tư đang thứ nhất là tự nấu được món ăn nào thì bọn em có extract ra 4 cái job story. Em sẽ nói nhanh qua nha. Thì đối với chị Ngân thì chị này là một designer 24 tuổi sống ở Hồ Chí Minh và chị bị một cái bệnh là dễ tăng cân và chị có ít kiến thức về ăn phí tinh. Một ngày thì chị sẽ kiểu 3 ngày order đồ ăn còn lại là tự nấu ở nhà. Thì khi mà phải nấu cơm ở nhà như thế thì khi mà chị phải nấu cơm ở nhà thì chị muốn nấu những cái món ăn phí để có thể là bù lại cho những ngày mà chị order đồ ăn bên ngoài. Tuy nhiên thì chị nấu những món ăn phí khá là dở và chị ngồi lên mạng học cách nấu do và những cái lần mà chị tìm công thức nấu ăn thì những cái trải nghiệm tìm công thức nó không được tốt cho lắm, những cái công thức thì khá là khó hiểu và những cái món chị tìm thì nó lại hơi khó nấu nên là chị khá là nản chí. Ở đây chị muốn có thể làm sao nấu được những cái món theo thì giúp chị giảm cân mà lại ngon và dễ nấu. Đối với trường hợp thứ hai là của bạn My, 20 tuổi, đang là sinh viên, đang theo đuổi nhà hàng. Thì trước giờ My thấy bản thân ăn uống không điều độ lắm dẫn đến việc là bị đau bụng hay bị đau bụng như kiểu dạ dày và bị tăng cân. Một tháng gần đây thì My có chọn đặt fit meal. Thì nhiệt độ nào fit meal là như kiểu là một cái suất ăn cơm mà đã được chuẩn bị sẵn. Và ở ngoài suất ăn cơm đó sẽ, và những suất đó sẽ nấu rất là healthy đó. Ở ngoài suất đó sẽ có những cái dinh cái giá như là hàm lượng dinh dưỡng trong cái suất đó với những nguyên liệu. Thì tuy nhiên thì My cảm thấy là cái việc ăn fit meal thế thì khá đắt đỏ và trong quá trình ăn thì My cũng không rõ đó là những cái nguyên liệu trong đó nó có thực sự hoàn toàn tươi ngon hay không, và thậm chí là không chắc là cái hàm lượng dinh dưỡng trong đó nó có đúng như thế nào mình không. Thế là My cũng muốn tự mình có thể nấu được những món ăn healthy ngon giá hợp lý thay vì làm đồ ăn bên ngoài. Đối với anh đối với anh Dũng và anh Khánh thì mặc dù cả hai anh đều là có một cái lối sống rất là healthy rồi, tuy nhiên anh đều gặp một cái struggle, một cản trở rất lớn, nó là vì cái lối sống rất bận rộn như thế, trong khi đó là cái việc nấu ăn ở nhà thì nó lại tốn khá là nhiều thời gian, nên là các anh ấy somehow là muốn nấu những cái món healthy mà nó đơn giản và nhanh chóng nhất để phù hợp với cái thời gian của anh. Ngoài ra thì có anh Khánh ở đây, anh ấy có gia đình rồi thì bình thường là một tuần anh đi chợ khoảng một lần và anh thường là bởi vì quỹ gian ít ấy, thế nên anh thường nấu những cái món theo thói quen.
tin nhân thì nó hoa như thế thì anh lại bị chán bị ngán, thế là cũng muốn gọi là xong hoa là nấu được món ăn theo kiểu như món nó phải ngon là đa dạng nữa. Ở phần job thứ ba là order món ăn thì em có hai cái job story, tuy nhiên thì team em chọn sẽ focus vào cái nhánh nhạc còn có thể giúp mọi người tự nấu ăn được thay vì đặt đồ ăn phía bên ngoài. Có ba lý do em đưa ra ở đây. Lý do nhất là trong quá trình phỏng vấn thì bọn em nhận thấy là đa số những người bọn em phỏng vấn thì phần lớn thời gian là họ vẫn muốn tự nấu ăn ở nhà, và thời gian là thi thoảng mới order đồ ăn bên ngoài thôi, tại vì cái việc tự nấu ăn nó sẽ đảm bảo được dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, đồng thời là tiết kiệm chi phí và giúp họ chủ động hơn là cái việc là order đồ ăn bên ngoài. Lý do thứ hai đó là một lượng lớn user khi mà họ nấu ăn thì họ thường prefer là nấu những món họ đã quen ăn rồi, những cái món mà ăn vừa miệng nhưng lại không nhan phì lắm, chứ họ ngại nấu những cái món ăn nhan phì do là họ vẫn còn đang giữ một vài những ý kiến về nhan phì chút. Thế thì họ nghĩ rằng là món ăn nhan phì thì thứ nhất là nó không ngon, thứ hai là nó khó nấu và thứ ba là nó mắc. Thì bọn em mong muốn là có thể giúp cho user nấu được những món nhan phì mà nó somehow là nó vừa ngon vừa dễ nấu và lại vừa túi tiền nữa, thì lần này sẽ giúp họ phá bỏ những cái định kiến đấy và chuyển cho họ cái động lực để họ tiếp tục nấu món nhan phì. Và cuối cùng là khi mà bọn em đã giúp họ có thể có cái khả năng mà nấu món nhan phì vừa dễ dàng như thế mà lại hợp với giá tiền, thì somehow là bọn em sẽ đưa cho một cái thói quen là ăn món nhan phì, và từ đó là sẽ có xu hướng gọi là giảm cái việc ăn bên ngoài lại. Tất nhiên bọn em không thể nào là triệt để cái thói ăn bên ngoài, nhưng bọn em muốn là giảm lại cái tần suất ăn bên ngoài thôi. Như đơn giản là đây, với user là anh Trung và chị Lan thì mới đang dừng lại việc ăn uống không lành mạnh, thì mọi người vẫn còn giữ những cái định kiến với nhau một chút. Khi mà bọn em giúp họ phá vỡ được những định kiến đấy thì sau đó là có thể giúp họ tập ăn, bắt đầu đi ghi cái việc ăn ra gì, và khi họ ăn nó thì quen được thì sẽ hình thành cái thói quen. Sau quá trình phỏng vấn thì bọn em phát hiện ra bốn cái nhịp. Thứ nhất là cái mức xét nhịp là cái món ăn có thể nhất là nấu được món ăn tốt sức khỏe, và thứ hai là có thể chi trả được cho cái bữa ăn đấy. Về cái performance thì nấu món dễ dàng nhanh chóng, và cái delighter đây là cái món ăn nó ngon, nó không khẩu vị và đa dạng. Ok, bọn em pick ra hai cái job story chính. Job story nhất là điểm sắp món ăn nhau xì, và cái job story hai là theo dõi chuẩn bị ăn uống. Thì thực ra là cái hai cái job story này thì em chỉ tổng hợp lại từ 6 cái job story chi tiết ở bên trái thôi, thì chắc là em không đọc được phần này ha. Ok, đó là phần toàn bộ về Ground Space. Moodbond sẽ là phần Solution Space. Thì ý tưởng sơ khai của bọn em về giải pháp thì nó sẽ là somehow là bọn em tích hợp generative AI dùng thuật toán để có thể là dựa vào cái input từ user thì thuật toán nó có thể tự động nó tìm kiếm thông tin từ nhiều người khác nhau, và từ đó có thể recommend những cái món mà thứ nhất là nó dinh dưỡng, thứ hai là hợp với khẩu vị của user, và thứ ba là nó phải phù hợp với cái mức willing to pay của user. Đây là cái workflow. Thứ nhất là user sẽ điền những cái thông tin cá nhân và những cái mong muốn về chế độ ăn trong tương lai. Thế sau đó là thuật toán sẽ phân tích dữ liệu về sức khỏe và mong muốn ăn uống, từ đó đưa ra những tiêu chí về dinh dưỡng, về nguyên liệu nấu, thời gian nấu và giá thành phù hợp. Tiếp theo là tìm kiếm dữ liệu từ nhiều khác nhau, để từ đó có thể lên một cái danh sách. Từ danh sách đấy thì đánh giá món ăn ra, cuối cùng là đề xuất những cái danh sách món phù hợp. Nếu phải ORD thì bọn em chia ra những cái 6 cái data object và những cái mũi tên, đây là chỉ relationship giữa cái data object đó. Ở dưới cũng là ORD nhưng mà nó có thể hiện cả cái vai trò của cái actor này là user và thuật toán này ở đây nữa. Về phần low level artifact thì từ hai cái job story là để xuất món ăn nhau thì và theo dõi tốc độ ăn uống thì bọn em viết ra những cái video story tương ứng. Ok, phần job story thứ nhất là để xuất món ăn nhau thì có tất cả là 6 cái video story. Thứ nhất là nhập dữ liệu cá nhân, thứ hai là khám phá các món được đề xuất, thứ hai là tìm hiểu về món ăn, thứ tư là thêm món vào danh sách nấu, thứ năm là
xem các món trong danh sách nấu và cuối cùng là đánh giá món ăn. Ở phần Drive Story thứ hai là theo dõi tiến độ ăn uống, thì bọn em có ghi ra hai cái Drive Story là theo dõi tiến độ dinh dưỡng và theo dõi tiến độ cân nặng. Về phần chi tiết là chắc em sẽ không show ra hết để có thể là tránh bị over sang. Với những cái job và với những cái Drive Story kia thì bọn em vẽ được ba cái activity diagram. Tại vì là một số cái user story thì scope nó hơi bé quá, thế là bọn em đã gộp kiểu gộp hai cái user story lại đây thành một cái activity diagram. Và cuối cùng là phần wireframe. Thì như mọi người thấy ở đây là đầu tiên user vào thì họ sẽ cần phải điền những cái, họ sẽ phải trải qua gọi là phần screen kiểu welcome. Ở đây họ điền những cái thông tin tên đăng nhập này, giới tính, ngày sinh, chiều cao, cân nặng hiện tại. Tiếp theo là cái món yêu thích, là cái món mà họ bị dị ứng. Tiếp theo là chế độ ăn mong muốn của họ, thì ở bọn em sẽ chết là ba chế độ ăn. Thứ nhất là ăn uống lành mạnh, thứ hai là giảm cân và cuối cùng là xây dựng cơ bắp. Và tiếp theo cái screen tiếp theo là họ muốn duy trì cái chế độ ăn uống đấy như nào, tức là số bữa một ngày của họ, số tiền chi cho bữa ăn và cái thời gian trung bình họ dành ra để nấu một bữa ăn. Ở dưới này sẽ là cái màn hình chính, thì bọn em sẽ gồm ba cái màn hình. Thứ nhất là màn hình gợi ý món ăn. Thực ra hỏi ba màn hình là nó có ba cái section của cái menu bar. Ở dưới thì gồm ba cái section, nhất là gợi ý, thứ hai là danh sách nấu, thứ ba là cá nhân. Ở phần gợi ý là những cái món ăn mà được thuật toán đề xuất, được ở trên này là chia theo từng những cái bữa ăn mà user ăn trong ngày. Ví dụ là ở trên là user chọn họ ăn một ngày ba bữa thì bọn em mới comment là ba bữa sáng trưa tối, nhưng mà nếu họ chỉ chọn sáng và trưa thôi thì bọn em chỉ biết comment sáng và trưa. Ở phần đây thì các món ăn sẽ được hiển thị lên lượng cost, thì bao gồm hình ảnh món ăn này, tên món ăn, thời gian nấu, nguyên liệu, số lượng nguyên liệu và cái hàm lượng dinh dưỡng ở đây. Thì sau khi user bấm vào một vài nút thì hiện ra cái screen tiếp theo là trang mà mô tả món ăn chi tiết. Ở đây là bọn em mô tả nguyên liệu nấu, mô tả cái nguyên liệu. Và tiếp theo ở dưới là một phần hướng dẫn nấu ăn, tức là bọn em mong muốn là cái thực phẩm của mình có thể tìm kiếm đâu đó trên YouTube những cái món phù hợp, và bọn em kéo được cái video YouTube ở đây và bọn em vừa được xem cái video đấy. Ở đây thì giả sử user thấy là cái món này có vẻ ngon và có vẻ dễ nấu thì họ sẽ bấm vào phần thêm vào danh sách nấu. Thì sau khi bấm vào thêm vào danh sách nấu thì hiện ra màn hình là user muốn thêm vào đấy vào những ngày nào. Giả sử bấm vào hôm nay đi, bấm hoàn tất thì ra nó sẽ thêm vào danh sách thành công ở đây. Ở đây cũng điều lưu ý là khi mà user thêm một cái món vào danh sách nấu của một ngày cố định, của một ngày cụ thể, thì hệ thống sẽ tự động coi rằng là user sẽ ăn cái món đấy trong ngày đó. Ví dụ là về cái món thịt xào chua ngọt mà user bấm vào ngày hôm nay sẽ nấu, thì hệ thống sẽ coi là hôm nay user ăn vào cái món đấy. Tiếp theo là user sau khi bấm vào danh sách, sau bấm vào thêm vào danh sách nấu thì user có thể chuyển ra cái phần ở phần menu bar. Rồi bấm vào danh sách nấu thì hiện ra những cái món mà user muốn nấu cho hôm nay, ngày mai và cả là trong những cái ngày khác nữa. Ở phần phần đánh giá món ăn thì ở dưới là có phần rating ở đấy. User bấm vào ngôi sao xong đó là có thể là để lại feedback để sau này hệ thống có thể là dựa vào đấy để recommend những cái món nó phù hợp hơn với user. Và cuối cùng là ở dưới là phần trang cá nhân, thì ở đây là sẽ ghi lại những cái dinh dưỡng mà user đã nạp vào người qua những cái món ăn mà họ ăn. Thì ở đây là họ có thể là xem từng ngày trong quá khứ cụ thể là họ đã ăn được bao nhiêu dinh dưỡng. Ở đây bấm vào lịch sử thì nó sẽ show ra là những cái ngày trước đó, còn ở đây nó hiện là ngày hôm nay thôi. Và ở dưới là cũng có phần là sự thay đổi cân nặng nữa, cũng là phần cập nhật cân nặng.
ra như là cập nhật tin này. Rồi, em nghĩ là đó là toàn bộ những gì về phần bài làm của team One ạ. Cảm ơn anh chị và mọi người đã lắng nghe. Nice, ok. Bạn rất là chỉnh chu ha, thì structure mọi thứ đều rất là căng thẳng. Rồi thì chắc là tới phần Q&A ha mọi người. Chắc là nhờ hai mentor Thomas với lại Nam đặt câu hỏi trước đi. Xong rồi các bạn khác thì nếu có câu hỏi thì có thể type lên nha. Hoặc là có thể giơ tay để hỏi. Ok. Ủa, Nam đang mail đúng không? Đấy là anh Nam muốn, nói gì? Thằng em nhận xét trước đi. Ok, ok. Nó là thằng nhận xét trước đi. Ok, thế là anh đánh giá cái bài làm về mặt cấu trúc đi từ problem và solution thì nó khá là ok, không có nhiều cái sự đứt gãy. Vậy chắc là anh sẽ hỏi một số cái câu hỏi liên quan tới phần discovery trước ha. Thì không biết là mọi người ở đây như thế nào, nhưng mà mình như là một người đi làm á, thì mình khá là thích order bên ngoài. Tại vì không có thời gian để nấu, với lại cũng không biết nấu á. Thì khi mà phỏng vấn á, thì Sơn và nhóm á, tụi em có thấy những cái người nào như vậy không? Và khi mà phỏng vấn thì mình có xem coi là những trong số những người mà có cái vấn đề này thì đa số họ là thích order bên ngoài hay là thích tự nấu, và tại sao ấy? Tại vì những người đi làm hoặc là những người có gia đình thì họ sẽ sống có ít thời gian mà sẽ không có nhiều thời gian nấu, thì không biết là team em giải quyết vấn đề này như thế nào. Em sẽ nói dựa trên những mà người dùng mà em phỏng vấn đi. Em phỏng vấn 6 người. Thì ở phần đấy interview assessment ấy, thì ở đây là với anh Khánh là một bạn, là bạn của anh Dũng. Thì hai anh này là bản chất là có lời sống thế thì rồi, và trong quá trình còn thì bọn em biết được rằng là hai anh ý muốn tự nấu ăn ở nhà để đảm bảo được cái dinh dưỡng tốt nhất cho hai anh, và hai anh là không tin tưởng việc ăn uống bên ngoài, mình nghĩ rằng ăn uống như thế nó không đảm bảo chất cho mình. Đấy là với những người mà đã có cái thói quen ăn uống ăn phì rồi á. Tuy nhiên thì sang đến phần ở dưới thì có ba người là Ngân, Trung và My. Thì với My thì trong quá trình My là do chị Trân phỏng vấn thì ở đây chắc là chưa đủ insight ha, nhưng mà em ngầm đoán là My cũng là một người bận rộn á, tức là bạn đi làm, bạn đi học ở trường xong rồi đang thời gian còn lại là đi làm ở restaurant, bạn ấy không có thời gian đâu, thế là sẽ đặt những cả các món ăn bên ngoài. Tuy nhiên thì trước giờ là My đặt những cái món ăn không được cao phí cho lắm, và hiện tại trong một tháng gần đây là My có đặt fit meal. Tuy nhiên thì đặt những cái món healthy bên ngoài thì gặp một cái cản trở, đó là như em vừa nói là thứ nhất là đắt, và thứ hai là không đảm bảo 100%, không tự tin make sure là 100% là những cái món đó nó thực sự là fresh hay không, là theo được dinh dưỡng là đúng hay không. Thì đấy là một cái rào cản của việc đặt ra bên ngoài, mặc dù là benefit là nó tiện thật. Và đối với anh Trung thì anh ý ở trọ và nhà không có bếp á, thế là 100% hoàn toàn order để ăn được. Cái này em không lấy. Tuy nhiên thì anh Trung thì lại gặp cái rào cản, đó là anh order được ăn bình thường anh ý sẽ prefer một cái món mà, và em nghĩ ai cũng thế, là khi mà lên Shopee á thì thường đập vào mắt mình trên Shopee là một cái món rất là hấp dẫn, bởi vì trên Shopee là ưu tiên display những cái món mà nó somehow nó trông nó attractive hết, và anh lại có sự đặt một cái món hấp dẫn như thế, mà ăn nhiều những cái món mà dầu mỡ hấp dẫn như thế thì gây ra việc là anh ấy nhiều khi là cảm thấy là tăng cân, là thậm chí là anh ấy đang bị mỡ máu nữa, thế là muốn ăn em thì lại đi. Tuy nhiên thì khi mà đặt những cái món em thì anh Trung đã từng lên Shopee hoặc là Shopee đặt một em thì như vậy gặp rào cản là khi anh tìm vào cái phần là đặt lúc em chưa hỏi rõ thôi, cái phần này em chưa hỏi rõ, nhưng mà anh ấy bảo là anh từng đặt những món kiểu salad hay là một cái món cơm mà có thịt bò làm bằng giả bò á, bò mà làm bằng sơ á, xong hôm mà ăn nó rất là thơm ngấy, nó rất là chán. Thì sau khi ăn vài món thì anh cũng một cái định kiến là ở đâu là thịt food rất là boring, nó không muốn ăn nó. Đối với chị Ngân thì chị Ngân đi làm, nhưng mà
vẫn là một người là một phần 7 ngày thì vẫn 4 ngày tự nấu, còn 3 còn lại thì chị sẽ order nó bên ngoài. Và chị Vân có thể đặc biệt là chị order nó bên ngoài khi mà chị cảm thấy là stress và bận rộn. Tức là chị muốn khi mà chị order ra bên ngoài thì chị order một cái món nào nó rất chị là hấp dẫn, nó là món fast food, món người dễ mỡ này, món chiên, cá bên chiên các thứ có chỗ. Thì với chị Ngân thì khi mà order những món bên ngoài thì chị lại bị tăng cân á, và chị lại thế nên là trong lúc quay trở lại trong lúc nấu ăn ở nhà thì chị lại muốn nấu một món để chị có thể giảm cân đi. Thì nói tóm lại là em chưa gặp ai mà thật sự bận đến nỗi mà họ không có đủ thời gian để họ nấu họ 100% hoàn toàn là ăn bên ngoài á. Anh Trung thì do hoàn cảnh anh ở phòng trọ không có bếp, anh buộc là ăn ra ngoài. Chứ còn những người thay phòng bán thì kể cả những người mà có cái đời sống nhau thì rồi, kể cả những người mà đi làm bận rộn rồi thì họ vẫn nấu. Dành em đoán là khoảng 60% thời gian, thậm chí 70% thời gian là có thể tự nấu chủ động được. Còn 30% còn lại là order bên ngoài. Còn em vẫn nghĩ đến trường hợp là, còn em định nghĩ đâu đó sẽ có trường hợp là bận rộn đến mức mà ví dụ ngày ăn 3 bữa thì sẽ có 2 bữa là đặt, 1 bữa là tự nấu. Thậm chí là 2 bữa là đặt bên ngoài và 1 bữa là ra quán ăn á. Thì xong rồi cũng nói là 100% ở ngoài rồi. Thì Ok, hiểu. Thì hơi khó, em cũng chưa hình dung được. Yeah, ok. Tại vì anh với vợ anh cũng hơi bận cho nên là tụi anh khá là ít nấu, cho nên là anh mới tò mò thôi. Ok. Anh em muốn hỏi em vừa có câu hỏi. Ok. Không phải là câu hỏi, chị có comment tí xíu là chị đoán, ví dụ như chị nghĩ nha, cái phần mà discovery á thì chị là có thể đào sâu hơn tí nữa, tại vì nhiều khi cái eating habit á nó có thể healthy eating habit nó là một cái solution cho một cái vấn đề gì đó khác nữa. Tại vì ví dụ như là chị vô tình biết được những cái vấn đề khác, thì ví dụ có một bạn muốn eating, bạn muốn ăn healthy là tại vì cái vấn đề của bạn là bạn bị không có bị out of shape, bị không có fit người và bị người khác body shaming, thì cái đó là cái deep cái vấn đề mà nó deeper hơn của cái giải pháp này. Thì nó quay lại cái feedback của chị á, là chị cảm thấy là quên feedback tốt thì nãy Thành có nói ha, ý là không nên là chị đang giúp comment nhiều hơn. Thì chị nghĩ là chắc là mình nên có thể đào sâu hơn cái tầng mà discovery á, và tìm ra thử một cái trigger gì đó mà nó tại sao là cái moment nào mà tự nhiên người ta lại quyết định ăn healthy. Tại vì thật ra cái chuyện mà ăn healthy thì ai cũng muốn tập thể dục, ai cũng muốn ăn healthy đúng không, nhưng mà tại sao, và nó liệu mình phải tìm ra được là nó có strong không, và người ta sẵn sàng chi bao nhiêu tiền rồi thì mình mới quyết định là mình có giải quyết cái vấn đề này hay không. Thì ví dụ như là sẽ có những bạn ok ta muốn ăn healthy có thì ăn không thôi, và nhưng mà sẽ có những bạn là sẽ rất là mạnh trong cái việc tao rất muốn ăn healthy. Chị ví dụ một trường hợp rất cụ thể luôn, thì công ty chị là các bạn ăn chi rất là nhiều, thì khi mà các bạn làm intern đó là các bạn chưa được công ty sponsor đi khám sức khỏe thì đi nhậu rất là nhiều. Xong rồi đến lúc mà các bạn lên full time á, cái ngày mà các bạn nhận được cái kết quả khám sức khỏe á, là thấy mỡ máu rồi mỡ trong gan trong mỡ gì đó, nói chung là thì nói chung là các bạn cái moment mà các bạn nhìn thấy những cái đó nó rất là concrete, rất là visible, và nó khiến các bạn đạt gọi là cái tao phải ăn healthy. Và lúc này cũng vô tình tương ứng với cái trường hợp là các bạn lên full time các bạn có thêm tiền, thì khi này là cái sức mua các bạn đã khác rồi. Thì chị đang đưa một cái ví dụ rất cụ thể ha, hoặc là nói chung là đâu đó cái point của chị quay lại câu chuyện là mình cần phải đào sâu hơn vào cái trigger, cái tại sao cái moment nào, cái turning point nào, tại sao cái lúc đó lại là cái lúc mà các bạn muốn ăn healthy mà không phải là cái lúc khác. Thì chị nghĩ là khi mà đào sâu cái đó hơn á, thì cái phần solution em sẽ có thể là nó sẽ sát hơn, nó sẽ sát hơn với một cái vấn đề thật sự. Rồi thì cái đó là cái em muốn em cũng muốn bổ sung thêm. Thực ra là trong quá trình phỏng vấn thì bọn em cũng biết được vài cái trigger á, nhưng mà trong phần video em nói thì đâu đó là để em muốn hình như là có ba cái trigger. Thứ nhất là khi mà từ bé là họ đã được nuôi dưỡng, từ bố mẹ đã truyền cho họ một cái thói quen là healthy rồi, bố mẹ đã nấu cho theo cái cách rất là healthy và họ adopt cái lối sống như thế. Thế là khi lớn thì tự dưng là họ có cái healthy đấy by nature luôn á. Đấy, cái thứ nhất là do kiểu môi trường xung quanh và do sự nuôi dưỡng, đặc biệt là do nuôi dưỡng từ bố mẹ. Mình bắt đúng không? Có một cái anh là anh Dũng Vuka phỏng vấn,
thì cái anh đấy, anh Dũng lại không nói tên nhưng em nói bạn anh Dũng đi, thì bạn anh Dũng có nói là thực ra hồi bé mình, mặc dù mình đang ở Sài Gòn nhưng hồi bé là mình có ở Hà Nội, tức là bố mẹ gốc Bắc ấy, và bố mẹ rất kỹ tính trong cái ăn uống và bố mẹ bắt mình ăn heo phì, cái tự nhiên lớn lên là nó thành một thói quen của mình. Lý do nhất là do môi trường, lý do thứ hai là có một chị, là chị có anh Trung là trước giờ là anh ấy không quan tâm sức khỏe lắm, nhưng mà 3 tháng trước hay 4 tháng trước anh đi khám nó bị vỡ máu, cái kiểu ocean. Tuy nhiên thì có một điều khá thú vị đó là anh Trung thì anh ấy ăn uống nhá phì trong một khoảng gian thì đánh bỏ, nhưng có một cái hay là anh ấy tập thể thao, anh ấy đánh cầu lông. Thực ra là và anh ấy ăn uống mặc dù anh ấy bỏ cái việc ăn uống nhá phì lại á, nhưng mà anh ấy đánh cầu lông, thế nên anh ấy thấy là ô sao cơ thể mình vẫn săn chắc và hình như mình không có tăng cân á. Thế nên là anh kiểu là thực ra là anh ăn uống cũng không nhá phì đâu, nhưng mà anh thấy cơ thể anh vẫn mang thì anh đánh cầu lông á, thế là anh cũng không quan tâm được ăn uống lắm. Nghĩa là anh ấy nhìn được cái bên ngoài là anh thấy cơ thể đẹp được. Và thứ ba là có chị Ngân, thứ ba là có chị Ngân là chị trải qua biến cố lớn ấy, là chị chia tay người yêu, xong rồi chị có động lực để theo đuổi bản thân. Ok, thì em thấy rõ ràng là ba cái trigger đó là nhiều khi nó là ba cái segment khác nhau luôn á, nó không hẳn là làm em có thể generalize được họ thành với một cái solution đâu. Mà ví dụ như là với ba cái segment đó nha, thì cái segment mà cái người mà có cái worldview là họ phải ăn uống healthy á, thì cái câu hỏi là liệu họ có muốn adopt cái solution này của em không, hay nó nằm ở trong cái tầng mindset của họ rồi là họ sẽ tự nhiên automatically ăn uống healthy, vậy thì liệu họ có pay cho cái sản phẩm này không. Thì họ là với hai cái người kia, nhưng mà với cái bạn mà chia tay người yêu xong phải ăn uống healthy đi, thì cái bạn đó có thể là bạn muốn revenge, muốn mình tốt hơn, muốn tìm người yêu mới, thì có thể là cái buy, cái sức mua, cái khả năng mà bạn muốn chi trả nó lại cao hơn. Cho nên là đâu đó cái chuyện mà em đi sâu vào cái trigger á, nhiều khi nó cũng quyết định là em sẽ quyết định cái segment của em muốn focus ở cái nào, và em sẽ đi chọn cái solution nào á cho cái nhóm người đó thôi. Tại vì cái solution cho cái nhóm người mà đã có cái mindset là tao phải ăn uống healthy, nó khác với cái nhóm người là sổi là tao muốn ăn uống healthy để tao đạt được cái gì đó và sau đó rồi thôi. Đó là một cái comment của chị về mặt problem space. Về solution space á, thì chị thấy là nói chung là khá là kỹ lưỡng ha, nhưng mà có thể là team nếu muốn tốt hơn thì có thể zoom out tí xíu, care hơn về mặt UX. Thì em tưởng tượng là ví dụ như nếu em là người dùng thật sự thì liệu em có muốn chưa biết cái app này nó tạo ra giá trị cho mình mà phải đi qua rất nhiều bước để điền thông tin cái thứ. Đó là một cái ý mà em có thể cân nhắc. Còn ở trong cái khuôn khổ cái bài này thì chị nghĩ là đây là một cái bài làm rất là tốt, tại vì em đã ra được rất là chi tiết những cái mà em muốn làm. Nhưng mà cái này có một cái tầng cao hơn em có thể cân nhắc ngay từ đầu là cái về mặt UX á, thì lúc mà em thiết kế ra cái flow á, em có nên thiết kế ra cái flow nào mà nó nhanh gọn và nó kiểu như là user làm tới đâu là wow, tới đó cảm thấy là add value tới đó. Tại vì cứ mỗi một cái action mà em bắt user làm nó là một cái sự đánh đổi, tức là em đòi người ta làm cái gì là em phải tạo được cái value cho người ta, nếu không là người ta sẽ drop out. Thì đó là chị đang share trong thực tế nha, nhưng mà chị thấy bài làm này rất là chỉnh chu rồi. Thì đó là toàn bộ các comment của chị. Ok, thank you Sơn. Anh em thì giờ chắc là anh share để anh xấy cho dễ nhá. Một cái thì anh nghĩ anh phải khen là cái cách trình bày của Sơn khá là hay. Ý là Sơn hay đi từ cái high level hay là methodology ấy, xong rồi mới đi vào từng chi tiết. Thì anh nghĩ cái này là cái khá là phổ biến trong cái cách mà trình bày mà các bạn nên trình bày. Đối với cả những cái bài mà mọi người đọc của anh, cái bài mẫu ấy, nó cũng nó sẽ phải đi theo methodology để mọi người biết là cái luồng thông tin nó đi từ đâu, xong rồi mọi người đi vào chi tiết thì mình đã khá là hay. Với cả một cái highlight anh khá là bất ngờ, ý là do anh follow Sơn thì cũng khá sát mà kiểu Sơn làm cái wireframe này anh thấy kỹ phết. Ý là về đối với cả disclaimer lại đấy là anh Dũng làm lắm, thấy qua anh Dũng này làm lúc 2 giờ sáng. Ok Sơn làm thì căng quá. Nha, Dũng làm thì cũng căng. Dũng làm thì cũng thường thôi, Dũng designer mà. Yeah, nói thế là lừa không? Ý là nó cũng sát với cả cái phần quay mà mẹ đã đặt ra. Cái problem space thì chắc mọi người cũng có comment nhiều rồi, thì chắc mình chỉ có comment về một cái phần là cái này chắc là chung trong nhiều nhóm luôn ấy. Ý là mọi thấy mọi người để problem scope nó
khá là ví dụ như là ở ở trong cái phần job story ở đây nó định nghĩa đâu ở đây ok đây như kiểu dạng nó có nhiều cái criteria á, nó vừa về sức khỏe vừa về khẩu vị vừa về thời gian thì kiểu thấy nó nếu mà khi mà có quá nhiều cái criteria của một cái vấn đề đấy thì nó rất khó mà để xử lý. Thế mình thấy nếu mà hợp lý nhất thì có lẽ đánh vào thời gian, tại mình là một người tự nấu ấy, nhưng mà như kiểu dạng này tại vì cũng là status nữa, ví dụ như là những cái người mà người ta quan tâm đến sức khỏe ấy, thì thường thường là kiểu ý là người ta cũng ở một cái trạng thái nào đấy trong xã hội rồi, ý là không thể nào mà kiểu mình vẫn đang đi đẩy xe à, không ý là không nói những người khác nhưng mà đại loại là mình thu nhập thấp mà mình lại quan tâm đến sức khỏe quá nhiều ấy. Đấy thì đối với mình nghĩ là cái thời gian có lẽ là kiểu cái mà ba ở cái mà khi mà Sơn đánh vào nó khá là hay ở kiểu cái thời gian nấu các thứ là bao nhiêu khá là ok, tuy nhiên là kiểu cố gắng làm cho cái job TV đang nó nhỏ nhất có thể, ý là cái này vừa về mặt là mọi người đầu tư về tiền hay là đầu tư về kiến thức ấy, nó product hơn, nó dễ để penetrate thị trường hơn. Ok thì chắc là public space mình có nhỏ thiếu thôi. Còn về cái workflow này thì anh khuyên nên là để là easy flow thôi, còn nếu mà workflow thì nó sẽ khác đúng không? Thì ví dụ là thứ nhất là workflow không có system ở đây này. Workflow thì đâu đó cái workflow của em cũng đơn giản thôi, một là đi xem input cái thông tin này, lấy cái kết quả recommendation, xem detail rồi nấu rồi rating thì anh thấy cũng khá là đơn giản thôi. Còn nếu mà em đi cái này thì anh thấy giống như vẻ là khéo đây là activity flow hơn, tại vì đây là có cả người dùng với cả hệ thống mạch. OND thì anh thấy làm khá ổn rồi. Tuy nhiên khi mà zoom in vào cái phần eating preference này, mọi người cũng hay bị nhầm cái này nha. Được, mọi người nhìn đây là một cái thuộc tính đúng không? Thuộc tính là diet food chẳng hạn. Ví dụ như là ở đây nó là ức gà, cá, ức gà, cá rồi rau đi. Ví dụ là ba cái đấy. Thì ở đây sẽ điền là ở một dạng text đúng không? Thì hệ thống người ta sẽ hệ thống rất khó để người ta nhận biết ở cái này là một cái diet food, hoặc là khi mà nó xử lý thì nó cũng phải lấy cả cái text đấy ra, xong rồi nó pick từng cái đoạn để nó xử lý là ok là người dùng này người ta sẽ thích cái food nào, nên đây nó sẽ phải tách riêng ra một cái data object riêng. Và cái này nhá, nó dễ làm nhiều người bị học về cái chuyện là đánh giá cái độ phức tạp của hệ thống ấy. Ví dụ đây nhá, mọi người nhìn ở đây thì có vẻ đơn giản này, nhưng khi mà mọi người zoom in vào từng cái nguyên liệu nhá, một này nguyên liệu này là bao nhiêu gram và tính ra bao nhiêu calo, thì mọi người thử nghĩ mà xem cái dữ liệu mà phải input vào nó siêu khổng lồ luôn, và gần như là có lẽ là kiểu phải input tay hoặc là làm cách nào đấy, tức là mọi người cái dữ liệu mọi người input là ở tên của tất cả các nguyên liệu ở trên thế giới và kèm theo là cái năng lượng theo từng cái gam là bao nhiêu đấy. Và phải có một cái hệ thống admin làm điều đấy, ví dụ như là tìm ra nguyên liệu mới hay như nào đấy, hoặc là em phải tìm được một cái tập dataset nào nó có sẵn đấy. Thế nên là khi mà mọi người detect thiếu một cái data object nhá, là có thể nó hỏng ra cả một cái mạng mà mọi người không lường trước được luôn ấy. Ok, với cả giấy kỹ hơn một tí là anh chưa hiểu tại sao ở đây là sáng trưa tối. Tại vì bọn em muốn chia món ăn theo bữa để cho rõ dễ chọn hơn. Đặc thù từng bữa anh ấy nó khác nhau. Cái này bọn em còn đối được có cái data point nào về chuyện là người ta sẽ ý là có sự khác biệt của cái quyết định người dùng khi mà đưa ra liên quan đến chuyện sáng trưa tối không? Có hai anh Trung là anh mà em bảo ở trọ không có bếp á, ăn ngoài á, thì anh ấy bảo là buổi sáng anh ăn gì đó nó nhẹ nhẹ như kiểu bánh mì á, còn buổi trưa là bữa chính của anh ấy, tại trưa anh không ăn là chiều không thích làm việc,
Đó, thế là em nghĩ là somehow là buổi trưa sẽ ăn nặng hơn là buổi buổi sáng. Có một anh nữa, đó là anh bạn bạn của anh cũng phỏng vấn á, thì anh ấy bảo là thực ra buổi anh ấy chỉ ăn chính là buổi sáng và buổi trưa, còn buổi tối là anh gần như skip và chỉ kiểu uống nước nhẹ, nếu mà bạn bè rủ ăn ngoài thì ăn, còn là buổi tối là skip. Thì em nghĩ là somehow là với mọi người thì mọi người sẽ coi một cái bữa nó sẽ có những cái dinh dưỡng nó khác nhau, kiểu bữa nào ăn ít bữa nào ăn nhiều. Và đặc biệt là bữa sáng thì nên có thể là ăn nhanh gọn nhất, nấu nhanh nhanh nhất. Hợp lý. Nếu mà em nối về cái khoảng là ăn ăn nặng ăn nhẹ với cả cái thời gian thì anh đánh giá anh phết ok. Thì nói chung nhận xét tổng quan thì anh đánh giá bài này cũng khá là chuẩn chỉ rồi. Có một chút ở phần IT PT flow này thì anh nghĩ cũng không nhiều. Làm cũng khá là chuẩn. Này chắc là vội quá đây đúng không? Xong rồi. Thì nói chung là nó không quan trọng lắm đâu, nhưng mà kiểu nếu mà mọi người làm cháu chốt lên thì nên để ý về cái đấy nhá. Ok. Cái anh nói là sao đây, kiểu mà anh nói là cái gì đấy, tại sao tách ra như này này cái này anh này á. Kiểu em muốn signify là để cho đẹp á, đẹp quá đây ở này. Chả đẹp lắm. Tự nhiên nó có hai cái đường ấy, để một cái đường thôi là vừa. Ok. Rồi. Thế vậy chắc cảm ơn Sơn. Wrap up phần của nhóm 1 ha. Thì nhóm 1 gồm có Sơn, Dũng, chị Vi, Trân với lại anh Khoa. Rồi, ok, xin cảm ơn nhóm 1. Bây giờ mình đi tới nhóm 2 ha, nhóm 2 của Kiên. Thì nhóm 2 có Kiên, Nhi Lưu. Trời, Huyền Anh với lại Trang Vũ. Ôi này nhìn xinh thế. Ủa, xinh chứ. Ôi xinh thế. Ôi trời ơi, Kiên ơi, lên present rồi chị ơi. Ok, nhóm em có 4 người thì sẽ có em là present phần problem space. Chị Trang present phần solution. Và tất nhiên là mọi người biết là hai phần còn lại thì mọi người hỏi hai critical thì mọi người hỏi ai rồi đấy ạ. Ok, thì bài làm của em có một cái đề là vấn đề trong relationship. Thì đáng lẽ là bài này nó đã được deliver với một cái problem statement là sex in relationship rồi, nhưng mà nhận ra team sẽ nhận ra là nhóm có trẻ con, thế nên là bọn em đã lựa chọn một cái con đường khác hơn, đấy chính là vấn đề là không biết quan tâm người yêu đúng cách trong relationship. Rồi thì để mà đào sâu vào cái vấn đề này thì bọn em có lên cái khung research question như sau. Cái đầu tiên là situation của user, tức là user đã trải qua cái việc là họ không biết cách thể hiện sự quan tâm đúng cách với người yêu như thế nào. Cái thứ hai là impact của cái problem đó, cái điều này nó ảnh hưởng lên mối quan hệ ra sao. Cái thứ ba là root cause, là thế thì vấn đề thực sự của cái việc này nó nằm ở đâu. Và cái thứ tư là current alternative, họ đã xử lý được các cái vấn đề chưa, và họ đã thấy là cái cách xử lý đấy nó đã phù hợp và họ đã thoải mái với cả cái alternative solution đó chưa. Rồi thì sau khi mà bọn em có phỏng vấn bốn cái profile thì bốn cái profile này cũng khá là đa dạng, có những người mới yêu lần đầu, có những người đã bắt phôi rồi Playgirl, đã yêu nhiều người, có những người yêu dưới 1 năm, có những người yêu trên 1 năm, 2-3 năm gì đó. Thì đã ra được một cái problem statement như sau. Cái tập kia là người trẻ đang trong mối quan hệ tình yêu, họ đang muốn thể hiện sự quan tâm tới người yêu mình một cách chân thành và ý nghĩa, nhưng họ không biết là người yêu mình thích gì và làm thế nào để meet up cái expectation đó. Và cái điều này thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới mối quan hệ, khiến mọi người đã từng cãi vã rất nhiều lần và rạn nứt tình cảm. Rồi thì từ đây team bọn mình và bọn em đã đi qua cái gọi là một cái luồng từ define đến conclude của user, họ đã trải qua như thế nào. Ok, bây giờ mình để cùng đi với nhau qua cái hướng này, qua cái con đường này. Thì đầu tiên là define, khi mà các bạn ý xác định là ok, đến một cái dịp đặc biệt, ví dụ như là lúc mà người yêu bị down mood, hoặc là đến dịp kỷ niệm hoặc dịp sinh nhật người yêu,
thì các bạn ý sẽ muốn là có thể là tặng quà hoặc là có thể là những cái dating activity khác, thì lúc đó sẽ đến cái bước đầu tiên là bước define, xác định sở thích của người kia như thế nào, xác định budget của mình ra sao, thời gian như thế nào. Thì ở đây có một cái vấn đề rất là to là user không biết người yêu mình muốn gì cả, không có xác định được cái việc là người yêu mình thích gì. Thì team có đi hỏi là thế tại sao không hỏi, thì nhận ra một cái insight khá là thú vị. Một là cái người kia không muốn hỏi trực tiếp bởi vì muốn giữ được cái sự bất ngờ. Thì không biết là ở đây đã có ai trải qua cái tình trạng là ví dụ muốn người yêu mình tặng quà cho mình nhưng mà cũng không muốn anh ấy hỏi thẳng bởi vì muốn là mọi thứ nó phải bất ngờ, surprising cơ. Đó. Và cái thứ hai, có một case thứ hai là một người ngại nói và một người ngại hỏi mọi người ạ. Là kiểu một người cũng không biết hỏi kiểu gì, một người cũng không thể hiện ra là em thích cái này cái kia. Thế nên là ở cái bước define này là mọi người đã dậm chân phải cục cất rồi. Đó. Thì đến cái bước thứ hai là bước locate và bước prepare, thì mọi người sẽ bắt đầu tìm kiếm những cái mặt hàng, những cái quà tặng nó trên mạng. Và mọi người đi lục tìm idea ở TikTok này kia. Và mọi người cũng chọn địa điểm là đi mua gói quà ở đâu, hoặc là tìm kiếm địa điểm đi chơi. Thì ở đây có một cái insight khá là hay mà team đã tìm ra là mọi người không có nhiều thời gian để lên plan và nghĩ ra những cái hoạt động sáng tạo. Thì ở đây có một cái rất là hay. Một em sinh viên, một bạn đã đi làm rồi, thì bạn ấy có bảo là như thế này: đợt đầu yêu nhau thì rất là nhiều ý tưởng, chắc là do đợt đấy sinh viên thì não nó còn hoạt động nhiều và còn rất là nhiều thời gian. Giờ thì càng yêu lâu và lớn lên thì rất là bận rộn, thế nên là không có cái thời gian để mà thực hiện nhiều cái ý tưởng để spice up mối quan hệ nữa. Tức là vấn đề của cái việc này là mọi người nghĩ ra được những cái ý tưởng, mọi người tìm kiếm được cái quà tặng đó rồi, nhưng mà mọi người không có satisfy, mọi người không có thấy là cái này nó mainstream quá, nó không có cái gì để spice up cả. Và ở cái điểm này thì team bọn em có observe và có hỏi thêm những cái user khác cũng đang trong mối quan hệ, thì có thể nhìn thấy một cái behavior rất là hay lặp lại là khi mà mọi người lướt TikTok hoặc là mọi người lướt Instagram này kia đồ á, mà khi mà mọi người thấy một cái ý tưởng nào đó liên quan đến việc dating nó khác lạ so với bình thường, là mọi người kiểu hit the button lưu một cách rất là dã man để mọi người. Thì ở đây mình có thể nhìn thấy một cái craving for idea cho hai cái bước locate và prevent này. Cái bước tiếp theo là bước confirm, thì nó cũng khá là đơn giản. Tặng quà trước khi mua thì mọi người đọc review hoặc là xác định với cả những cái bên nhà hàng là bọn ta sẽ đến rồi. Và khi execute, khi mà tặng quà và đi chơi với người yêu, thì ở cái bước này bọn em nhận ra một cái vấn đề là có một cái vấn đề rất là lớn là quà tặng không đúng sở thích của người yêu. Có một cái case này rất là hay là bạn nữ thì mua cho bạn nam, nhân dịp đặc biệt thì đã mua cho bạn nam một cái Neiman, là một cái lăn nách. Rồi thì bạn nữ đã nghĩ là bạn ấy sẽ rất là thích khi mà cái mùi này nó rất là thơm và bạn nam sẽ trở nên rất là quyến rũ. Nhưng bạn nam thì không, mày chê tao hôi nách đúng không? Đó, kiểu vậy. Thế nên là ở đây và còn rất là nhiều case nữa. Em chỉ đang kể một cái case rất là gọi là highlight thôi để mọi người hiểu là ở cái điểm này khi mà execute, mọi người cũng gặp một cái rắc rối là tặng quà không đúng sở thích của người yêu. Và đến cái bước monitor và modify thì hai cái này bọn em đang thấy khá là cũng nhập nhằng. Thì chỉ là sau khi mà mọi người tặng quà hoặc đi date xong thì mọi người muốn quan sát cái biểu cảm và quan sát cái ý kiến của người yêu xem là họ có thích cái món quà và cái dating idea đó không, và lần sau làm thế nào để thay đổi. Thì ở đây cũng có một cái vấn đề là mọi người cũng không rõ là người yêu mình có thích cái món quà này không. Kiểu như là đây, có một cái highlight ở đây là bạn ấy nhận được thì trông vui đấy, nhưng mà trông có vẻ như là vẫn thích cái gì đấy lãng mạn và bất ngờ hơn. Thì nó chưa rõ ràng về cái việc là mọi người đã monitor kiểu gì, khó khăn trong việc monitor. Rồi thì từ cái job step này bọn em có bẻ được ra, có lấy được ba cái job story chính. Một là mỗi khi đến cái thời điểm đặc biệt vào dịp sinh nhật, khi down mood và tôi muốn thể hiện cái sự quan tâm cho người yêu, tôi muốn biết chính xác người yêu mình thích gì để tôi có thể quan tâm họ đúng cách. Rồi thì cái highlight ở đây là muốn biết chính xác người yêu mình thích gì. Cái job story thứ hai là khi mà tôi thể hiện sự quan tâm của người yêu và tôi đã biết rằng họ thích gì rồi,
thì tôi muốn có những cái ý tưởng vừa phù hợp với nhu cầu của người ta mà vẫn phải sáng tạo và mới mẻ để tôi quan tâm người yêu đúng ý, nhưng mà vẫn thể hiện đầy cái tính bất ngờ để spice up mối quan hệ này lên. Và cái job story thứ ba là khi tặng quà thể hiện sự quan tâm tới người yêu, thì tôi muốn biết rằng họ có thật sự thích cái món quà đấy không, để tôi có thể hiểu được rõ họ hơn và làm tốt hơn trong những lần sau. Thì ở đây có một con mèo đang suy nghĩ, là team em đã nghĩ rằng là không biết là giữa ba cái job story này thì sẽ lựa chọn cái gì. Bởi vì trong cái scope này thì mình cũng không phỏng vấn được quá nhiều người và cũng không có gọi là gì nhỉ, lượng hóa được cái ba cái job story này. Thế nên là bọn em đã dựa trên ba cái criteria, là một, đã tồn tại một cái alternative solution hay chưa. Cái thứ hai là vấn đề đó có khó giải quyết hay không. Và cái thứ ba là mức độ impact từ mối quan hệ. Rồi, thì mình sẽ đi vào từng cái story một. Cái job story một thì là muốn biết chính xác người yêu mình thích gì. Thì bọn em thấy có một cái pattern nha, là cái điều này nó thường xảy ra trong cái thời gian đầu của mối quan hệ. Là người kia không nói, nhưng mà người này thì cũng không hỏi. Nhưng mà về sau có vẻ như là user đã có solution rồi. Bởi vì ở đây có thể thấy là về sau bọn mình đỡ hơn, yêu nhau quen rồi, nên là thôi bây giờ muốn gì thì nói thách ra và hiểu ý nhau hơn. Có khi là nhiều khi là không cần nói thì tặng cũng vẫn chuẩn đó. Và cái đứa đợt đầu bị phê mình rất là nhiều, xong rồi rút kinh nghiệm dần thì mọi người cũng tốt hơn. Thì có vẻ là job story 1 là đã có solution rồi. Với cái job story 3 là muốn biết rằng người yêu có thật sự thích món quà đấy không, thì cái solution hiện tại là có lần người yêu mình cũng tặng cái món đồ không ưng ý, nhưng mà có một cái insight khá là hay là mình thấy cái món quà đấy nó cũng là một phần quan trọng là họ dành nhiều tâm sức cho cái món quà đó. Và thế thì back lại cái job story thứ hai là cái job story mà bọn em đang chưa thấy có nhiều solution ở đây, là mọi người muốn có những cái ý tưởng, cái idea mà cái cách quan tâm phù hợp với nhu cầu người yêu nhưng mà vẫn phải sáng tạo và mới mẻ. Thì như em có nói ở trong cái phần trước á, là thường xuyên mọi người rất là craving for một cái idea gì đấy thú vị và mới mẻ. Khi mà mọi người nhìn thấy trên TikTok, rồi mọi người nhìn thấy trên Insta là mọi người phải ấn lưu ngay. Đó. Và cái việc là tặng quà đúng ý nhưng mà nó vẫn chưa hay thì nó sẽ dần làm, nó làm gọi là chán dần chán mòn cái mối quan hệ này đi. Thế nên dựa trên ba cái này thì bọn em đã chốt được cái job story thứ hai, là cái bài toán mà bọn mình sẽ đi giải quyết. Đó là muốn thể hiện cái sự quan tâm tới người yêu, muốn biết rằng họ muốn gì rồi, biết rằng họ muốn gì rồi, nhưng mà cần phải tìm một cái vừa phù hợp với nhu cầu người yêu và vẫn phải sáng tạo mới mẻ, tránh cái ý tưởng mainstream để vừa quan tâm đúng cách và lại vừa spice up được mối quan hệ. Thì đến cái phần solution space, xin mời chị Trang present. Ok, vậy chắc là em tắt stream phim rồi chị suy cho nó dễ không? Vâng, chắc là em share screen để em share tiếp cái phần của Nhi. Vâng. Hiện tại thì nhờ list ra được các nhờ brainstorm và focus vào phần problem space của nhóm thì team em mới step tiếp lên một cái bảng workflow. Workflow này sẽ focus vào những cái flow như là onboarding của app như thế nào, AI generated, user generated và ID hook. Calendar lên để lên to-do list và có liên kết với một bên người bán để quảng cáo phần dịch vụ. Nhờ vẽ lên được cái bảng workflow và OID này thì bên cạnh đó thì team tụi em có có pick ra được những cái user story và activity diagram chính, focus vào ví dụ như trên onboarding thì sẽ focus vào phần lớp language, lớp filter. Phần generating ID thì sẽ focus vào tại một mục tiêu mới như thế nào, ID hook và AI generative ID. Sau khi mà lên được user story thì em mới vẽ lên bảng activity đó, activity flow, là khi mà user họ muốn tạo một cái mục tiêu mới thì sẽ đi từ bên user và bên system sẽ đi như thế nào. Activity flow thứ hai là big, khi mà họ user họ muốn big một ID concept từ một cái ID hook. Và activity flow thứ ba là AI generative.
nhờ nhờ scheduling những cái bản follow trước thì em mới brainstorm lên cái bản quay phim, bản lo-fi quay phim này thì team tụi em đang focus chính vào bốn flow chính là onboarding, ví dụ như onboarding, trang onboarding, trang quick. Thì khi mà user họ mở một cái app lên sẽ liên kết được khi liên kết được một Facebook, bên Facebook hoặc là Gmail thì sẽ lên một cái page những các câu hỏi quick. Câu hỏi quick này sẽ random tầm khoảng 10 câu hỏi. Khi mà user đã hoàn thành, họ hoàn thành được thì họ sẽ next step được page tiếp theo là page về lớp language. Lớp language này thì theo cách mà team tụi em muốn thể hiện ID là một cái cách mà một khi người nào đó muốn partner của họ quan tâm họ như thế nào thì sẽ nhờ những cái câu hỏi khởi động này, những câu hỏi khởi động để có thể show được ID, giúp cho giờ họ hiểu được bản thân họ hơn. Sau khi mà đến cái bước đến follow thứ hai là follow về ID hook. ID hook này thì hiện tại là team tụi em đang tham khảo nhiều về behavior của TikTok và Facebook. Thì khi mà bên app đã collect đủ cái thông tin về behavior của user, về thói quen và những sở thích của user thì họ có thể manifest đẩy những cái thông tin, đẩy những cái thông tin về thói quen của user lên trên homepage. Đối với các thông tin này thì hiện tại là em cũng sâu là đi theo các thông tin nó đi theo như là về hình ảnh và hình ảnh của cái ID đó và video của ID đó để nó trực quan đối với user hơn. Sau khi mà họ muốn tìm kiếm, một cái ID nào đó bất kỳ thì họ click vào button, họ click vào icon search thì sẽ list out ra được các ID suggestion, gồm là đã những cái ID mà họ đã tìm kiếm rồi hay là những cái suggest mà mình suggest cho giờ. Khi mà họ search, họ nhập cái ID họ muốn hoặc là họ biết một cái ID bất kỳ trong cái danh sách suggestion này thì sẽ qua được bước tiếp theo là bước list out ra các list out được cái ID concept. List out được ID concept này thì hiện tại là em cũng muốn là tạo chốt được user hơn, thì mình sẽ có mục mà user họ có thể view được cái lượt thích, vì với ID của ID hook này là một cái ID về community, làm chính xác là những cái couple họ yêu nhau thì họ có thể share được cái ID mà họ mong muốn với partner họ như thế nào thì share lên đây. Thì khi mà số lượng tương tác nó đủ nhiều thì mình sẽ đẩy được lượt thích nó cao hơn. Khi mà user họ chọn, họ pick một cái ID bất kỳ thì có thể thì trên app sẽ show thông tin chi tiết nhất về cái ID đó. Và trong cái thông tin chi tiết này thì user họ có thể vừa thích, vừa comment, vừa xếp lại cái ID đó và chia sẻ cái ID đó với partner của họ. Đó là đối với flow về ID hook. Còn đối với flow thứ ba là AI generated. AI generative này hiện tại tụi em đang tham reference từ các AI app khác, như là ví dụ như mà khi họ view vào một cái trang AI, họ có mong muốn là họ muốn sketch được những cái ID như là về ý tưởng hành động, ý tưởng quà tặng hay ý tưởng hẹn hò, thì họ có thể một là họ biết được mà họ mong muốn nhờ cái ba cái bot này luôn, hay là họ có thể nhập được cái text mà họ mong muốn. Khi mà họ nhập cái text họ mong muốn thì sẽ list out ra các ID ý tưởng và họ có thể lưu lại và to do list và họ thực hiện với partner của họ sau. Thì đó là ý tưởng của flow thứ ba của team tụi em. Còn đối với flow thứ tư là flow về calendar, thì flow này em nghĩ nó cũng khá là quan trọng về khi mà giả sử mà
đặt trong context là hai bên họ muốn nhớ nhớ và muốn có một cái notification nào đó đến cái ngày kỷ niệm, đặt ngày đặc biệt gì trong năm, thì mình sẽ có cái mục calendar này để quản lý. Calendar này nó sẽ giúp cho user họ biết được những cái mục tiêu hiện tại của hai bên như thế nào và tạo mục tiêu mới. Khi mà giờ họ cần click và button tạo mục tiêu mới thì sẽ show ra một cái bay để họ fill các thông tin, như là các thông tin về thời gian, thông tin về tiêu đề, thông tin về mục tiêu đó là gì, up ảnh video, link liên kết, và họ có muốn chia sẻ cái ID đó đến với cộng đồng không. Nếu mà khi họ chia, nó họ đồng ý chia sẻ đến cộng đồng thì mình sẽ điều hướng đó đến trang của ID Hub. Khi mà user họ click vào button hoàn thành thì nó sẽ có một up đẩy lên là tạo một tin nhắn thành công và lưu vào cái calendar của họ. Dạ, thì hiện tại thì team tụi em vì thời gian nó cũng khá là rớt nên là tụi em cũng dừng lại mức độ bản low fee wide frame thôi. Nên là cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Không biết là team mình có câu hỏi Q&A nào không? Dạ. Nice. Ok, cảm ơn nhóm 2. Chắc là chị có một số comment nhanh. Thì hiện tại chị chưa thấy improving point, nhưng mà chắc là lát tới Thành với anh Nam chắc là sẽ xới ra improving point. Còn về good point thì chị thấy có vài thứ chị cũng khá là appreciate cách làm của nhóm. Cái thứ nhất là chị để ý thấy mọi người có cái phần user interview á, không phải là interview một lần là xong, mà mọi người có iterate và follow up lại trên cái người interview để validate lại cái giả thuyết ban đầu. Thì chị cảm thấy đó là một cái flow rất là thực tế luôn, và nó nên như vậy. Kiểu như là người mình hỏi, mình thu được cái insight gì đó của người ta rồi, và mình bắt đầu về brainstorm ra được những cái idea, thì mình quay ngược lại để mình verify người ta coi là cái đó đúng vậy không. Thì thật sự đó là một trong những cái việc mà nó nhiều value nhất mà mình có thể làm luôn. Tại vì đi hỏi ngược lại nó cũng không có mất nhiều mà mình build ra một cái gì đó rồi thì nó sẽ tốn ra nhiều công sức. Thì cái này là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai là lúc mà mọi người làm cái job map á, thì chị để ý thấy mọi người có để những cái post ở trong đó là những cái câu nói cái raw input mà mọi người thu được cái user interview, thì đó cũng là một cái rất là hợp lý. Tại vì lúc mà mọi người để cái đó rồi thì mình thật sự hình dung ra được là thực sự là đã có người nói cái câu này và nó là như vậy, chứ không phải là mình tự chế ra hoặc là mình tự interpret ra một cái version nào đó khác, tức là tự nhét chữ vào mồm user để mình justify cho cái mà mình đang muốn làm. Thì cái đó cũng là một cái hay của team. Một cái nữa chị thấy đó là chị thấy cái quá trình diverge, converge trên cái phần problem á, chị thấy phần đó khá là rõ ràng. Tức là mọi người diverge ra những cái vấn đề mà mọi người có thể giải quyết, và mọi người có cái khâu converge lại, tức là consider những cái yếu tố nào đó để mọi người chọn ra được một cái vấn đề mà mọi người sẽ giải quyết. Cái phần diverge, converge bên solution thì chị chưa có thấy rõ lắm. Rồi và cái cuối cùng là cái solution đó, mặc dù là nhìn thì nó tương đối là simple, nhưng mà chị cũng đánh giá khá là cao những cái simple solution. Rất là quan trọng là giải quyết đúng cái vấn đề, thì không cần phải làm quá nhiều cái solution đó. Cái solution nó gọn nhẹ hơn cũng được, nhưng mà một là giải quyết đúng vấn đề, hai là nói chung là sao ta, nó kiểu nó real á. Ví dụ như chị thấy a little better của anh em rất là đơn giản luôn, nhưng mà có người xài, thì cái đó nó quan trọng hơn là làm ra solution nhiều khi căng á, kiểu nó rất là làm rất là mệt nhưng mà không ai xài. Thì dilemma. Ok, thì đó là comment của chị. Chắc là tới Thành với anh em ha. Ok. Rồi, để anh share cái anh sấy ha. Rồi, ok. Nói là sấy thôi chứ thật ra là mấy cái feedback positive nãy giờ Dương nói anh cũng đồng ý á. Mọi người làm anh đánh giá khá là cao, cả về cái phần phỏng vấn người dùng, frame problem, cho tới cái lúc mà triển khai solution. Cái solution nó khá là tinh gọn, đây là nó có thể tinh gọn hơn, nhưng mà hiện tại nó cũng đã khá là tinh gọn rồi. Ok, thì có một cái vấn đề mà mình muốn nói tới là thí dụ như là cái user interview đầu tiên này đi, bạn Vân này đi, thì cơ bản là khi mình đọc qua cái note á thì bạn nhắc khá nhiều về cái việc là partner của bạn tặng bạn một cái món quà mà bạn ấy không thích, kiểu như vậy. Thì chỗ này cái
mình thấy có một cái vấn đề là cái job story mọi người liệt kê ở đây ra nó lại là ở cái góc độ mà ngược lại, tức là đây là những cái mà bạn ấy muốn partner của bạn ấy biết. Thì khi mà mình phỏng vấn người dùng, ví dụ như là mình phỏng vấn một cái bạn nữ đó và bạn nữ đó có những cái tình huống mà bạn nam tặng một cái món quà gì đó mà không vừa ý, thì cái perspective đó đang là của bạn nữ á. Thế nhưng mà khi mà qua job story thì mình thấy nó đang bị flip lại một xíu là qua bạn nam, tức là mình đang kiểu nhảy từ cái việc là từ những cái bạn nữ nói mình abstract ra một cái job story của bạn nam á. Thì cái chỗ này mình nghĩ là nên có thể frame một cái job story mà nó gần hơn. Thật ra là cái job story này vẫn ok ha, nhưng mà mình nên đi gần với lại cái perspective của user hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là cái việc mà mình đưa cái frame cái job story á, cái chỗ này thì cùng cũng giống như là cái feedback của với lại cái nhóm của Sơn á, là mình nghĩ là mọi người có thể đào sâu hơn, tức là khi nào mà người ta lại muốn tặng quà cho người yêu của mình. Tại vì nó có những cái tình huống khác nhau thì những cái solution nó sẽ khác nhau. Thí dụ như một cái tình huống là ok, mình kiểu mình tập trung mình kiếm tiền để xây dựng tương lai thì mình không đủ thời gian và sự tập trung cho partner của mình và mình bị partner của mình complain, thì cái solution ở đây á, là mình đang quan tâm họ theo cái cách mà mình nghĩ là nó tốt nhưng mà họ lại đang expect cái khác. Thì lúc này cái solution nó sẽ là về cái việc mà love language, phải hai bên phải cho nhau biết được cái love language là như thế nào và cân chỉnh. Thì đó là một cái tình huống. Còn cái tình huống mà tới cái anniversary hay gì đó mà mình không có ý tưởng gì để tặng quà thì nó là cái job story thứ hai của mọi người. Nhưng mà mình thấy tuy tuy rằng mọi người chọn cái job story là ý tưởng phù hợp và sáng tạo mới mẻ để tặng quà, thế nhưng mà cái solution của mọi người nó cũng cover cả ba luôn á. Thứ nhất là có những cái liên quan tới love language nè, và có cái phần solution liên quan tới lại calendar. Thì cái solution đó nó không có gọi là obvious á. Khi mà mình nhìn vô cái problem này, tức là mình nhìn vô cái problem này thì cái có những cái phần ở trong solution nó hơi không có tự nhiên, nó fit vào á. Mà mình cần phải cái problem space mà mình cho cái solution của mọi người nó cần phải mở rộng ra. Thí dụ như là tại sao mình lại làm calendar, là mình muốn giải quyết cái job story là khi mà tôi đi làm thì tôi dễ quên những cái ngày kỷ niệm hay những cái ngày đặc biệt và tôi không tặng quà thì nó sẽ có những cái consequence gì đó, có những cái kết quả gì đó. Thì mọi người có thể mọi người solution của mọi người cũng tinh gọn rồi nhưng mà nó có thể tinh gọn hơn, hoặc là để mà nó fit luôn cái job story này, hoặc là mọi người có thể mọi người rõ ràng hơn trong cái việc là những cái job story nào mà là những cái mà mình giải quyết. Tại vì cái solution này nó khá là nó đang giải quyết cũng cũng nhiều vấn đề á, mặc dù mình thấy nó cũng tinh gọn ok rồi. Thì đó là cái thứ nhất. À không, đó là một cái feedback. Rồi cái ORD này thì mình thấy là cần phải có thêm những cái data object liên quan tới cái algorithm á, tại vì nó cũng là một cái data object mà nó liên quan. Rồi có những cái như calendar nữa, rồi thì nó chưa thể hiện trong đây. Thì mọi người chắc là mọi người không có thời gian để làm kỹ phần này, nhưng mà nó là một cái mà tại vì khi mà mình làm ORD nó dường như là nó là cái tiền đề để mà mình xem coi là những cái artifact khác như là activity workflow, là wireframe nó consistent như thế nào với lại cái ORD á. Thì nếu mà cái ORD của mình, và nó cũng là cái công cụ để mà mình đánh giá cái độ phức tạp của solution luôn, cho nên nếu mà ORD của mình nó không được suy nghĩ thấu đáo và không được suy nghĩ nó rõ ràng á, thì nó sẽ dẫn tới cái việc là mình đánh giá không đúng cái độ phức tạp của cái solution. Thì Cái này thật đấy thằng em ạ, hả? cái này cái này nó cũng lean thật đấy, tức là kiểu ban đầu thì các bạn cũng tính là lưu cái idea generated của AI lại, thì anh cũng suggest mọi người là kiểu nếu mà không không chat mà chỉ coi cái đấy là suggestion thôi, xong rồi convert về idea, nên là gần như tất cả mọi người nó sẽ convert về cái idea này. Còn cái calendar thì nó sẽ là một cái, tức là tất cả những cái to do items, thì khi mà cái calendar thì nó như kiểu dạng là tầng presentation layer đúng không? Thì ở cái phần to do này sẽ đưa được lên cái calendar,
Tức là cái to do thì ví dụ nha, nó sẽ là cái idea 1 này, cái timestamp là bao nhiêu. Sau khi populate thì nó chỉ populate lên cái calendar thôi. Thì cũng ý là cái calendar của các bạn cũng đơn giản như vậy thôi ấy. Nên là anh nghĩ cũng cũng không không cần lưu gì nhiều đâu. Ừ, thì nó cũng có hiểu cũng là một ý, nhưng mà hồi nãy tại vì các bạn có nói là cái calendar đó nó cũng có chức năng remind nó những cái ngày đặc biệt á, thì nếu mà như vậy thì cái calendar nó lại phục vụ cho cái mục đích khác hơn chỉ là present cái idea. Thì thì anyway, tức là nếu mà mọi người có suy nghĩ trước rồi thì tốt, mình nhìn vào cái này mình feedback thôi. Ok rồi, nhìn mà một cái mình thích mà mình muốn nói lại là cái chỗ mà suy nghĩ tới cái onboarding này khá là ok ha. Cái lúc mà suy nghĩ ra cái solution về love language và cái quiz á thì nó khá là ok, và nó giống như là nó provide cái value ngay lập tức á. Sau khi mà làm cái quiz xong thì mình biết được cái style, cái love language của mình á, thì cái đó nó cũng là một cái value cho user khi mà họ biết được cái phong cách mà họ quan tâm đến người khác và họ muốn nhận được sự quan tâm như thế nào, thì nó sẽ tạo ra động lực để mà họ tiếp tục sử dụng sản phẩm. Thì khá là ok. Ừ, thì chắc là feedback của mình vậy thôi. Ừ. Ok ok, thì chắc anh cũng đồng ý với cả Thành và cả Đáp về chuyện là mọi người làm problem space khá là tốt. Thế là có cả cái đặc conversion nữa, cả đẹp, đẹp thật, storytelling cũng ác. Với cả cái mà cũng phải highlight cho nhiều nhóm khác nữa là kiểu mọi người trích dẫn đến cái data point rất là nhiều, thì mình cũng đánh giá cao cái phần này. Tuy nhiên là kiểu cái này nó lại bị mất ở cái phần solution, tức là kiểu cái solution mình chưa thấy mọi người nối lại với cái data point của problem ấy. Đấy, thế nên là cũng hơi bị đứt đoạn, nhưng mà solution thì mình thấy khá là ok. Ngoài ra thì anh để xe nhá. Nhanh hết giờ. Ok đi nhanh thôi, còn cái này còn mỗi hai point. Ok. Một là kiểu cái này thì hơi chi tiết, nhưng mà cái thứ nhất là mọi người chưa có precondition nhá. Mà hầu như mấy cái này lúc nào cũng sẽ có precondition là như kiểu dạng user đăng nhập vào, user phải là một user đăng nhập vào. Đó, hoặc là kiểu đã pass qua cái onboarding flow này rồi. Đó, thì đấy là những cái precondition nhé. Cái bên này có này, cái bên này không có ta. Ừ đó. Chắc hết giờ xong in đây. Ừ, với cái to-do này không phải to-do list nha. Nhưng mà to-do list thì mình sẽ hiểu là cái list nó sẽ nối cái to-do với cả cái user. Đây chỉ là một cái to-do item thôi. Nghĩa là tại mình có thời gian follow cái solution của nhóm khá là kỹ, nên là kiểu cái idea này khi mà nó trở thành một cái to do thì nó sẽ là một cái idea kèm theo cả một cái deadline, thì nó chỉ cần là cái to do item thôi, nó không cần thiết phải là một to do list đâu. To do list trong cái trường hợp là cái người này người ta muốn dùng đi dùng lại một cái loại công việc nào đấy, giả sử như là hàng ngày ví dụ như là họ đều muốn là sáng dậy phải hôn nhau một cái đấm cháy, thì như kiểu dạng lúc đấy cần kiểu về cái to-do list dùng đi dùng lại. Còn đây có phải là dùng cái idea này một lần thôi, thì chỉ cần là to-do item thôi là được rồi. Ok, ngoài ra một cái còn đúng một cái advanced feedback nữa là cái này. Thì dạo gần đây thì cũng là những cái bọn mình đang muốn làm hướng đến cái chuyện là làm community cho cái product riêng của bọn mình, thì mình thấy cái đấy nó khá là mạnh. Thì mình thấy cái ý tưởng này cũng thế, với cả nếu mà form cái idea này ấy thành là những cái câu chuyện kiểu success story ấy, ý là cái bạn này là trong cái context thì nó là như này, xong rồi tôi tặng bạn ý, xong rồi kiểu bạn ý sẽ cảm tưởng như thế nào, xong rồi cảm giác nào, hoặc là kiểu nó sẽ fail như nào, thì nó sẽ dùng những cái user generated content ấy, thì mình đánh giá cái này cũng khá là có cái tiềm năng để nó generate ra một cái lượng user base lớn. Ừ, ngoài ra là cái lợi ích của việc làm community ở trên một cái product nào đấy thì chắc các bạn có thể đọc thêm. Thì đấy là feedback của mình. Rồi, ok, thank you anh em. Cảm ơn nhóm 2 nha. Xin mời nhóm 3. Thì không biết có phải là keep the best for the last nữa. Thì nhóm 3 có Ngọc, Anh Thứ, Mai Hương
Kim Chi với Đức. Rồi, xin mời nhóm nhóm 2. Ủa? À, nhóm rồi là nhóm 3. Ok, nhóm này là nhóm 2. Dạ, yeah, ok. Em sẽ gửi cái link của nhóm vào đây. Ok, em sẽ bắt đầu với cái bài present của nhóm mình. Rồi, mọi người thấy màn hình mà em share chưa? Ok, thấy rồi đó Ngọc, thấy rồi, thấy rồi. Ok. Ok, em sẽ đại diện cho nhóm bắt đầu với những cái phần đầu tiên của cái bài thuyết trình của nhóm với cái high level problems là lack of physical activities. Thì trước khi mà đi vào detail hơn về nội dung của bài thì em xin giới thiệu thành viên của nhóm. Thì có anh Huy Thứ, Mai Hương, Nhật Đức, Kim Chi và em. Ok, thì với cái high level problems này thì nhóm em cũng đã gọi là rất là suy nghĩ để suy ra được. Chắc là em sẽ đi vào detail về cái research questions vì cái thời gian hạn chế, cho nên là em sẽ giải thích chi tiết là tại sao nhóm em lại lựa chọn những cái research question này. Thì đầu tiên là nhóm em muốn tìm hiểu cái mức độ nghiêm trọng của việc thiếu đi hoạt động thể chất khi mà, và cái tần suất của họ, cái tần suất xảy ra những cái mức độ nghiêm trọng này là như thế nào. Thực chất thì cái câu hỏi này á, nhóm em muốn tìm hiểu về cái khả năng mà họ commit với cái việc luyện tập này và có cái điều gì trigger họ khi mà họ luyện tập hay không. Thứ hai đó là muốn tìm hiểu cái nguyên nhân cũng như là cái lý do dẫn đến cái tình trạng thiếu đi hoạt động thể chất này. Với câu hỏi này thì muốn tìm hiểu thêm, đào sâu thêm về cái background của họ, cái context của cái vấn đề này. Và cái thứ ba là cái giải pháp mà nhóm đã mà họ đã áp dụng để vượt qua cái vấn đề này và cái thái độ với cái giải pháp này. Với cái research question này thì nhóm kỳ vọng là sẽ gọi là thu được một số những cái giải pháp mà họ đã làm và cho tìm hiểu xem là họ có đang hài lòng với những giải pháp này không, họ có muốn tìm hiểu thêm những giải pháp khác không. Thì đó là ba cái research question chính cho cái problem này. Thì ở phía bên này nhóm em có ghi rõ ra một số những cái data points. Thì cái phần này là một số những cái problems nhóm em liệt kê hết từ tất cả những cái phần interview của mình. Sau đó thì nhóm em sẽ rút ngắn nó lại sang phía bên này. Thì chắc là em sẽ đi vào từng cái problem chính trước, còn những cái data point ở đây, những cái phần trích dẫn từ interview thì sẽ để mọi người cùng đọc. Đầu tiên là bạn Bình, nhân viên văn phòng, thì bạn dùng app để đề xuất, bạn dùng app để đề xuất kế hoạch tập luyện, nhưng mà ở trong cái app này có những cái bài tập mà quá sức của bạn ấy nên là bạn ấy không có làm theo được. Bạn tiếp theo là bạn Anh Đào, là một content writer, thì bạn ấy phải tự lập ra một cái lộ trình giảm cân cho bản thân mình. Nhưng mà cái lộ trình này á, trong cái quá trình mà bạn ấy lập ra kế hoạch thì có một số những cái kế hoạch mà bạn ấy làm cho sức khỏe của bạn bị gây hại. Thứ ba đó là bạn Kim Anh, là một designer, thì bạn ấy lập ra một cái plan, tuy nhiên thì không có hiệu quả như kỳ vọng, cho nên là bạn ấy cứ phải thay đổi đi thay đổi lại rất là nhiều lần. Và bạn tiếp theo là bạn Dũng, là một nhân viên văn phòng. Bạn này thì bạn chỉ muốn tập luyện để duy trì sức khỏe của mình thôi, nhưng mà bạn lại rất là hay trì hoãn. Ví dụ ở đây như là có những ngày mà bạn đã set lịch tập rồi, nhưng mà bởi vì là cũng chẳng có gì thúc giục bạn nên là bạn ấy cũng quên luôn. Bạn tiếp theo đó là bạn Thảo, bạn này là một giáo viên. Thì bạn cũng có một cái problem giống như bạn Dũng ở trên này, chỉ là những cái phần interview, những cái phần data point của bạn ấy sẽ có hơi khác một xíu. Thì bạn cũng là một người mà muốn tập luyện để duy trì cái sức khỏe của mình thôi, nhưng mà bạn ấy cũng hay trì hoãn. Bạn ấy có chia sẻ là bạn là một người mà tạng người là một dạng slim fit, cho nên là bạn ấy cũng chẳng bao giờ mập quá mà cũng không có suy dinh dưỡng quá, cho nên là bạn ấy chỉ muốn tập luyện đơn giản thôi để xương cốt nó không bị cứng và không bị mấy cái bệnh vặt. Cho nên là bạn ấy quyết định là bạn ấy đăng ký một số cái lớp tập rồi, nhưng mà đến cái lúc mà chuẩn bị đi tập thì lại cứ nằm xong rồi nghĩ, xong rồi lại lười, xong rồi lại nghĩ là thôi để ngày mai. Thì đây là một cái trích dẫn từ interview của bạn này. Hai bạn này thì có chung một cái problem theo như nhỏ em nhận định. Thì bạn tiếp theo là bạn Mỹ, bạn này là một designer. Bạn này thì nhỏ em nhận định rằng là cái problem của bạn là bạn ấy có động lực hơn khi mà bạn nhận được những cái tác động từ bên ngoài, là một cái những cái external regulation. Thì cụ thể đó là bạn ấy có chia sẻ rằng là cứ mỗi lần bạn đi tập gym á, là bạn ấy nhìn thấy có cái người nào nhìn bạn ấy, hoặc là có gái xinh nhìn bạn ấy, là bạn ấy sẽ ngay lập tức đứng lên và tập chăm chỉ ngay, là lại cầm những cái tạ ra là bắt đầu flexing ngay. Thì bạn tiếp theo cũng có một cái problem tương tự như vậy, là bạn Bảo.
bạn này là một developer, thì bạn ấy cũng chia sẻ rất là thật lòng luôn, nghĩa là bạn ấy nói rằng là bạn không có đặt nặng cái việc giảm ký đâu, nhưng mà lâu lâu thì thằng bạn rủ đi tập mà bạn ấy từ chối, thì đứa bạn này cũng hay khịa là tập đi ốm nhom, xong bạn ấy thấy tức, bạn ấy cũng cuối cùng bạn ấy cũng lết xác đi tập. Rồi có những cái lúc mà trong phòng tập thì cũng có gái xinh là bắt đầu khí thế hừng hực hơn. Thì hai bạn này đều có chung một cái động lực là nó đến từ những cái external regulation, là từ những cái yếu tố ở bên ngoài. Thì từ những cái problems này, nhóm em có những cái giai đoạn là cũng suy ra, lựa chọn ra những cái problems chính. Và lần gần nhất khi mà nhóm em lựa chọn thì anh Nam có comment là quá nhiều, làm sao mình nghĩ là có thể giải quyết được hết cái đống này. Cho nên là sau những cái comment đó thì nhóm em đã gọi là có những cái buổi họp thâu đêm, và cuối cùng là cũng chọn ra hai cái problems chính mà em nghĩ là nó sẽ rất là quan trọng và nó có thể giải quyết, và nó cũng khá là niche với cái phần interview của bọn em. Cho nên là nhóm em sẽ lựa chọn hai cái problems, cũng như là hai cái problem này nó cũng là cái, nó có cái nhiều cái tần suất xuất hiện nhất ở trong cái interview. Và nhóm em cũng tìm thêm một số những cái evidence từ secondary data để bổ sung cái evidence cho hai cái problem này. Đầu tiên đó là có động lực hơn, họ có động lực hơn khi mà họ nhận được những cái tác động từ bên ngoài. Thứ hai là họ chỉ muốn tập luyện để duy trì cái sức khỏe của họ mà thôi, chứ họ không có một cái goal cụ thể nào là giảm cân tuyệt đối, hay là họ không có một cái goal cụ thể là phải body phải rất là xuất sắc. Họ chỉ muốn duy trì được tập luyện thôi, và tuy nhiên thì họ lại hay trì hoãn. Thì từ hai cái problems chính này thì nhóm em sẽ đi ra phía bên này, nó là một cái problem statement cho cái high level problem này, đó là người trong cái cộng đồng tập gym á, họ muốn việc tập luyện của mình trở thành thói quen hàng ngày nhằm giữ cho cái sức khỏe của họ luôn được ổn định. Tuy nhiên thì trong cái quá trình này họ thường gặp khó khăn vì họ không có cái động lực để cam kết với cái mục tiêu. Thì từ đó thì nhà em có hai cái job to be done chính. Đầu tiên đó là giữ cho cái việc tập gym trở thành một thói quen. Thứ hai đó là để quá trình tập gym này có động lực và có niềm vui hơn. Tương ứng với cái job story đầu tiên là giữ cho việc tập gym trở thành cái thói quen đó. Thì nhà em có cái job story đó là khi mà tôi tập gym, cái bối cảnh ở đây là tôi hay phải làm việc quá giờ, thường quên mất lịch tập luyện đã đề ra trước đó. Mà khi nhớ ra thì cái lịch tập này thì đã muộn quá rồi, đã khuya quá rồi, và tôi không có mục tiêu cụ thể về thể chất. Tôi thường đau nhức cơ thể sau khi mà làm việc, nên là muốn duy trì cái việc tập luyện thành thói quen thôi. Và dù vậy thì tôi cũng rất là dễ trì hoãn cái việc tập luyện này. Tôi muốn khiến cái việc tập luyện trở thành cái thói quen hàng ngày của mình, và để tôi có thể giữ được một cái sức khỏe ổn định. Thì một số những cái trích xuất từ interview mà nhóm em bổ sung thêm ở phía bên này để mọi người hiểu là nhóm em trích xuất từ những cái này để nhóm em có thể ra được một cái job story lớn như vậy. Và cái solution tương ứng với cái job story này đó là nhóm em sẽ đề xuất ra một cái kế hoạch tập luyện dựa vào cái thời gian cam kết của người dùng. Nhóm em sẽ không dựa vào cái nghĩa là nhóm em sẽ không có tạo ra một cái kế hoạch nó quá là hoàn chỉnh, nó sẽ 100% là cam kết 100% là khách hàng sẽ đạt được một cái goal nào đó, mà chỉ đơn giản cái ứng dụng này muốn tạo ra là để giúp mọi người duy trì quá trình tập luyện của mọi người thôi. Cho nên là vì vậy cho nên là cái ứng dụng này cũng tạo ra những cái lịch tập cố định để người dùng cam kết hơn về cái kế hoạch của mình. Cái job story thứ hai tương ứng với cái job to be done thứ hai đó là để cái quá trình tập gym này á, nó có động lực hơn và nó có niềm vui hơn. Thì cái job story đó là khi mà tôi tập gym, nếu có ai để ý đến tôi sẽ ngay lập tức có động lực luyện tập. Và tôi thường thấy hứng thú và có động lực hơn khi thấy quá trình tập luyện thành công của bạn bè mình. Và tôi muốn được tương tác với cộng đồng gymer để tôi có động lực tập luyện và cam kết với lộ trình tập luyện của mình. Thì một số những cái trích xuất từ interview em cũng sẽ để bên này để evidence cho cái job story. Từ cái job story này, nhóm có suy ra một cái hướng solution, đó là sẽ tạo ra một cái social platform dành cho cộng đồng tập gym. Thì ở đây họ có thể chia sẻ được những cái thành tựu của mình để bạn bè của mình khen mình, và cập nhật những cái trạng thái, những cái quá trình tập thường xuyên của mình để những người bạn của mình cũng có thể khen mình từ những cái quá trình tập nhỏ nhỏ nhỏ. À, hôm nay mình đã tập đủ, hôm sau mình cũng đã tập đủ. Thì những cái nhỏ như vậy
họ cũng sẽ có thể có được những cái nhận được những cái lời khen từ bạn bè mình, hoặc thậm chí là họ cũng sẽ có thể nhìn thấy hình ảnh của bạn bè mình khoe về cái quá trình mà họ tập luyện để họ có thêm cái động lực cố gắng. Thì từ cái problems cũng như là cái solution này thì nhóm em có suy ra được một cái phần workflow như sau. Thì chắc là em sẽ đi nhanh qua cái phần workflow này để một xíu nữa thì activity diagram nó sẽ detail hơn. Đầu tiên là họ sẽ bắt đầu với phần onboarding. Họ sẽ nhập những cái thông tin cơ bản, những cái physical index và những cái thời gian mà họ cam kết sẽ tập luyện với app. Sau đó thì họ sẽ nhận được một cái suggested plan. Tiếp theo thì họ sẽ lựa chọn cái level mà họ mong muốn tập. Và họ sẽ bắt đầu với từng bài tập nhỏ mỗi ngày. Mỗi một cái level thì sẽ có rất là nhiều bài tập nhỏ. Thế thì cái việc mà họ hoàn thành một cái bài tập nhỏ xong thì nó cũng chưa kết thúc cái quá trình này, mà họ phải lặp đi lặp lại cho đến khi mà hoàn thành cái từng cái bài tập nhỏ này thì họ mới đến được một cái phần đó là họ finish toàn bộ cái level. Thì khi đó thì cái quá trình exercise plan này, thực hiện cái plan này nó mới kết thúc. Ở cái phần 2 này là interact with the community thì cái phần này nó cũng sẽ giống như những cái social platform như này, để tiết kiệm thời gian thì em sẽ skip qua cái phần này và em sẽ đến với cái phần share own achievement. Thì ở đây, đây cũng là cái phần mà nhóm em sẽ focus để gọi là boost cái động lực của họ khi mà họ tập luyện trong app này lên. Đó là từng cái phần nhỏ một, họ sẽ bắt đầu với việc là khi mà họ hoàn thành từng cái bài tập nhỏ mỗi ngày thì họ cũng có thể được chia sẻ cái thành quả của mình mỗi trong sau mỗi một cái buổi tập. Và ở đây thì họ cũng sẽ có thể share ở feed của họ hoặc là share ở chat của họ. Còn sau một cái lộ trình tập, xong một cái level thì họ cũng tiếp tục có thể share cái quá trình tập của mình. Và họ cũng sẽ có thể được lựa chọn là họ có muốn share hay không. Còn nếu như không thì quá trình này sẽ end luôn. Ok, thì đây là cái phần workflow của nhóm. Chắc là để detail hơn thì em sẽ tiếp tục với phần ORD của bạn Hương. Ok, hello mọi người ha. Thì trước khi mà em trình bày về cái ORD thì chắc là em sẽ nói sơ qua về cái plan với cả là những cái achievement mà team đã define ra cho user. Ok, thì trước tiên là em sẽ nói qua về plan. Thì hiện tại thì cái app này sẽ có 8 cái plan chính. Tương ứng với mỗi cái plan thì sẽ có thời gian luyện tập này, bài học hoàn thành với cả số buổi bắt buộc user phải hoàn thành. Đấy, thì ngoài 8 cái plan được ghi nhận là achievement thì mình sẽ có 9 cái achievement khác. Mỗi achievement, ví dụ như là hoàn thành 3 buổi tập thì sẽ được ghi nhận là một cái achievement thành tựu đầu đời, hay là hoàn thành 10 buổi tập thì sẽ là khởi đầu tốt, hay là khi mà hoàn thành lộ trình basic thì mình sẽ có một cái achievement là tay làm hàm nhai. Ok, xong, bây giờ thì em sẽ trình bày về cái ORD. Thì một cái phần không thể thiếu trong ORD đó luôn luôn phải có là user. Trong user sẽ có là user ID này, user name, email, password, age, gender, location, weight và height. Đó. Và nhìn về phía bên phải một xíu thì mình sẽ thấy plans. Đó. Thì mọi người có thể hiểu là một user thì có thể có rất là nhiều plans, và một plans thì được thực hiện bởi nhiều user, nên đây là mối quan hệ nhiều nhiều. Và nhìn xuống plan thì mình sẽ thấy sessions, thì trong một plan thì có thể có rất là nhiều session. Đó. Session ở đây thì là số buổi, thì sẽ được count dựa trên thời gian và calorie burns cũng như là cái exercise. Thì nối với cả là session thì mình sẽ có là exercise. Thì tụi em define những cái bài tập ở đây sẽ tập trung dựa vào các cái nhóm cơ, ví dụ như là tay hay là chân hay là bụng. Đó, thì một cái exercise có thể là có rất là nhiều session, và một session thì lại bao gồm rất là nhiều exercise, nên là cái này cũng là mối quan hệ nhiều nhiều. Ok, nhìn về phía bên trái một xíu thì mình sẽ thấy hai cái object là achievement với cả là user achievements. Thì em sẽ nói một cách vắn tắt là một user thì có thể đạt được nhiều cái achievement, và một cái achievement thì có thể đạt được bởi nhiều user, nên là tụi em đã vẽ ra một cái object để nối hai ba cái mối quan hệ này. Ok, phần ở dưới thì là cái phần mà user sẽ tương tác với cả là cái platform, sẽ bao gồm những cái như là post này, chat, friends. Đó, thì một user thì có thể là có nhiều cái post, nhiều cái chat, nhiều friends, và trong một cái post thì lại chứa nhiều cái là
comments, reactions và cái share post. Ok, nhìn về phía bên trên một xíu thì khi mà user thực hiện xong cái hành động ví dụ như là comment hay là like, share từ bạn bè thì nó sẽ đẩy về một cái notification. Và trong notification đấy thì tụi em có chia ra là các cái notification type như là achievement, like, comment với cả mấy cái event liên quan. Đó, và để remind được user trước khi cái buổi tập luyện của họ diễn ra thì tụi em có làm cái calendar để ứng với cái lịch tập mà user đã input ngay từ đầu, thì nó sẽ chứa những cái trường như là exercise date, exercise time, exercise type. Ok, để hiểu hơn về cái activity diagram thì chắc là em sẽ mời anh Thứ present về cái phần đấy. Ok, mọi người nghe rõ không ta? Rõ anh Thứ. Ok, thì sau khi mà mình đã đi qua phần high level của Hương với Ngọc rồi á, để mọi người hiểu hơn về cái cách mà người dùng tương tác với hệ thống như thế nào thì team mình có chuẩn bị một số cái activity diagram này. Và các cái diagram này gồm có các cách mà người dùng login, input info hay là tiến hành một bài tập hoặc là tham gia một cái achievement, một cái thành tựu. Và bên cạnh đó thì mình cũng có một cái activity diagram cho các hoạt động mà người dùng có thể mà làm để tương tác trên social ấy, như là xem feed, scroll, like, comment, share. Ngoài ra thì cũng có một số hoạt động như là add friend, nhắn tin hay là thêm post mới. Và thì vì thời gian nói chung là cũng hạn chế xíu nên là mình chỉ chọn share về một cái diagram của cái phần record workout. Contact ở đây á, là người dùng sẽ muốn bắt đầu buổi tập và lưu lại hoạt động của mình. Và hệ thống ở đây sẽ đề xuất bài tập và record cũng như là process các tác vụ liên quan khác. Thì mình sẽ đi vô cái detail một xíu. Đó là lúc bắt đầu á, thì người dùng sẽ bấm vào cái nút start hoặc là continue. Sau đó hệ thống sẽ lấy một cái gọi là cái plan và hiển thị trên màn hình cho user. User bắt đầu là thực hiện cái động tác đó và sau đó là lưu lại. Khi mà lưu lại xong á, thì hệ thống sẽ lưu cái log đó vào database và kiểm tra xem là có còn cái bài tập nào nữa không. Sau đó nếu mà còn á, thì hệ thống sẽ lập đi cái gọi là hiển thị một cái bài tập tiếp theo và user tiếp tục tham gia cái hoạt động đó và lưu lại. Tương tự là hệ thống cũng lock, và nếu mà hệ thống kiểm tra là hết bài tập rồi, hôm đó rồi á, thì sẽ enable cái nút gọi là finish. Thì user ở đây có thể là bấm vào cái nút finish để hoàn thành cái bài tập ngày hôm đó, và hệ thống sẽ lưu lại cái data vào database, sau đó là update cái progress của người đó theo cái lộ trình và hiển thị một cái tin nhắn là mình đã lưu thành công cái log exercise của hôm nay. Tiếp theo là hệ thống sẽ kiểm tra xem là dựa vào những cái chỉ số và những cái bài tập á, thì có cái bài tập hay là có những cái chỉ số nào nó đạt được một cái thành tựu nào hay không. Nếu mà đạt được á, thì hệ thống sẽ pop up lên gọi là chúc mừng bạn đã đạt được, gọi là khởi đầu tốt. Ví dụ thì ở đây user có hai quyền lựa chọn, đó là bấm nút tắt hoặc là share. Nếu mà tắt thì sẽ quay lại cái vòng lặp là hệ thống tiếp tục check lại lần nữa là coi thử có còn cái thành tựu nào mà user đạt được hay không. Nếu mà không thì sẽ tới cái bước gọi là hệ thống chuẩn bị một cái dashboard để mà người dùng có thể follow theo cái lộ trình của họ để mà đạt được cái mục tiêu. Và tiếp theo là hệ thống sẽ transit người dùng để người dùng có thể xem dashboard đó và kết thúc. Và cái bước mà người dùng muốn share thì mình có chuẩn bị một cái gọi là cái share session, để nó nằm ở một cái diagram phía dưới. Chắc là mình sẽ qua, tại vì thời gian không cho phép á, nên là chắc là mọi người nếu mà muốn tham khảo thì có thể vô xem luôn. Tiếp theo thì mình nghĩ là sẽ qua cái phần của Đức, phần về phần Figma, về phần wireframe, thì để mọi người có dễ hình dung hơn về cái app nó như thế nào và nó trực quan hóa hơn. Thì chắc là mời Đức. Thì cũng tổng hợp bởi workflow, ORD và activity diagram thì nhóm tụi em có dựng lên một bản wireframe với gồm 5 flow chính. Flow đầu tiên thì sẽ là làm nhiệm vụ, đó là cái tạo ra những cái câu hỏi để tra cứu thông tin của người dùng, ví dụ như tên, tuổi, rồi là các kiểu
cân nặng, chiều cao. Bên cạnh đó thì cũng sẽ hỏi người dùng về những cái ngày lịch tập và đưa ra người dùng những cái lựa chọn về cái cấp độ mà khi nãy bạn Hương có trình bày. Thì sau khi lựa chọn các cấp độ xong ấy, thì nó sẽ đến follow thứ hai là follow về lịch trình tập. Lịch trình tập đây thì hệ thống sẽ gen ra một lịch trình dựa theo cái lịch rảnh mà user đã chọn và theo cái cấp độ đấy. Sau khi hoàn thành mỗi buổi tập thì sẽ có hiển thị một cái thông báo để chúc mừng kết thúc bài tập để hỏi user xem có chia sẻ nó hay không. Bên cạnh đó thì sau khi kết thúc một lộ trình thì cũng sẽ có hiện ra một cái thông báo tương tự như thế để chia sẻ thành tựu. Về thành tựu thì nó sẽ là workflow thứ ba, là sẽ là nơi mà để user kiểm tra những cái thành tựu của bản thân. Thì đây là những cái thành tựu mà ứng dụng cung cấp lại cho user. Khi mà hoàn thành thành tựu ấy thì cũng sẽ có một cái thông báo để user có thể chia sẻ nó lên trang new feed hoặc là chia sẻ nó qua tin nhắn cho bạn bè. Thì ở trên trang new feed bọn em có xây dựng lên một cái kênh community. Ở đây thì user có thể chia sẻ những cái hình ảnh hoặc là những cái thành tựu hoặc là những cái kinh nghiệm gì đấy của bản thân liên quan đến việc tập luyện. Và người dùng cũng có thể là chia sẻ qua tin nhắn, tức là mình có thể tương tác bạn bè qua tin nhắn đấy, mình có thể post up bạn bè lên bằng tin nhắn như thế này. Việc cuối cùng thì nó sẽ là một cái follow cuối cùng, là follow về thông tin của người dùng. Ở thông tin người dùng ở đây thì kênh profile thì nó sẽ có những cái thông tin ví dụ như là lộ trình hiện tại của họ, thời tổng calo họ đã giảm và thành tựu đạt được số thành tựu. Bên cạnh đó thì họ cũng có thể tìm kiếm thêm những cái bạn bè mới. Đối với bạn bè của mình thì họ có thể xem thành tựu của bạn bè. Đó cũng là một cách để mình cảm thấy có động lực hơn trong cái việc tập luyện. Thì đấy là tổng thể 5 wireframe, 5 flow trong wireframe của nhóm tụi em. Thì tiếp theo thì chắc là sẽ là bạn Chi trình bày luôn phần user story. Ok, về phần user story thì bọn em chọn split theo chiều dọc, tức là theo activity diagram, và từ đấy thì làm ra được 13 cái user story tương ứng. Tuy nhiên thì có giới hạn về mặt thời gian này, em xin phép chỉ chia sẻ một vài cái gọi là highlight trong bài của bọn em thôi. Thì tất nhiên, đầu tiên là với tất cả actor đều là user, thì mình sẽ cùng đến với cái user story đầu tiên là về input personal schedule. Thì cái user story ở đây là tôi muốn nhập thời gian rảnh của mình để được đề xuất một khung thời gian tập cố định mỗi tuần. Và lúc này thì user đang ở màn hình ready, và job story tương ứng là để có lịch tập cố định để dễ hình thành thói quen hơn. Tiếp đến là record workout plan ở màn hình homepage, là một người dùng thì họ muốn lưu lại cái workout session của mình. Thứ nhất là để keep track được tiến trình tập luyện, và cái thứ hai là để có thể nhận thưởng ở cái phần achievements. Và cái phần cuối cùng em muốn chia sẻ trong phần user story đấy chính là share achievements. Thì ở phần này tất nhiên là precondition là họ có achievement để khoe rồi, và user story sẽ là tôi muốn chia sẻ achievement để mọi người vào khen tôi. Và job story ở đây tương ứng sẽ là khi tôi thấy nản chí vì nỗ lực cố gắng của tôi không được công nhận, tôi muốn người khác biết, tôi muốn cho người khác biết để họ cho tôi cái external validation mà tôi dùng, mà tôi cần. Còn những cái user story khác thì bọn em thấy cũng khá là giống những cái trang mạng xã hội mà mình thường thấy. Tuy nhiên thì có một điểm khác duy nhất ở đây là mọi interaction của người dùng đều sẽ xoay quanh cùng một cái common interest, một cái chủ đề chính, đấy chính là về workout. Và đó là toàn bộ phần user story của nhóm bọn em. Và khi làm bài thì bọn em cũng không tránh khỏi một số limitations, ví dụ như là người dùng sẽ không thể chọn lịch tập bù khi bị miss, chưa thể integrate được tính năng gửi reminder trước buổi tập. Đơn vị đo lường thành quả của bọn em đang là thời gian, nó mang tính tương đối khá là cao vì có những cái bài tập gym thường sẽ tập theo rep chứ không phải theo thời gian. Và hay là có phương án, bọn em chưa có phương án để lấy chỉ số cơ thể hợp lý và toàn diện hơn, mà mới chỉ lấy được cân nặng và chiều cao thôi. À, em nghĩ là nếu để toàn diện hơn thì cần nên có chỉ số đo lượng cơ, lượng mỡ của cơ thể nữa chẳng hạn. Và đó là toàn bộ phần presentation của em. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và cho em xin một tràng pháo tay đúng không ạ? Ok, xin đỡ một tí clap clap. Ủa Mai Hương rồi, giơ tay đi em. Giơ tay cho nhóm mình. Ok, rồi cảm ơn nhóm 2 ha. Thì nhóm 2 đúng là lấy thịt đầy người. Nhóm 2 cho present cuối là đúng rồi đó. Tại bài làm khá là rich, dùng từ rich. Chắc là để chị comment một tí xíu về nhóm 2, xong rồi sau đó chắc sẽ pass lại cho Thành với lại anh em. Thì chị cũng so far thì chị thấy
Chị để ý thấy cái một trong những cái hay nhất của nhóm 2 là cái phần, tức là có nhiều cái hay nha, nhưng mà cái phần mà disclose ở cuối và những cái limitation á, chị thấy cái đó khá là nó stand out hơn so với những nhóm khác. Thì cái phần đó khi mà mọi người làm bài, nếu mọi người để được cái phần đó vô thì nó sẽ khá là hay, tại vì đúng là sẽ có nhiều cái thought process của mình đó mà mình không có showcase cho được tại vì giới hạn về thời gian các thứ. Nhưng mà nếu mà có cái phần như vậy, even là lúc mọi người làm portfolio hoặc là làm assignment trong khi mà mọi người ứng tuyển job á, thì nếu mà mọi người có cái phần đó thì mọi người hoàn toàn có thể nói luôn là đây là những cái em đã nghĩ qua rồi, tức là em có đủ khả năng tư duy để nghĩ tới những cái vấn đề này và những cái giải pháp này, nhưng mà do giới hạn cho nên là em quyết định là em sẽ ưu tiên và em chưa có nghĩ đến nó, nhưng mà em chưa có trình bày nó ra, nhưng mà em chứng minh được là em đã có nghĩ đến nó, và nếu như mà em có thêm thời gian thì em sẽ làm tốt hơn thế nào. Thì cái phần đó khá là hay và nó nên là một phần trong cái portfolio của mọi người luôn. Thì chị comment về cái ý đó. Về cái phần trình bày thì chị hơi không biết tại sao cái phần user story nó lại nằm ở sau cái phần wireframe ta. Ý là nó hơi bị ngược á. Chị đấy chắc là do Kim Chi làm phần đó nên Kim Chi sẽ present phần đó. Nhưng mà không biết tại sao không để Kim Chi present trước mà lại để Đức present trước. Chị hơi thắc mắc phần đó tí xíu. Có một cái phân phát nữa của nhóm 2 là các bạn có vẻ là đảo role cho nhau. Các bạn marketing thì làm ORD và activity diagram, còn bạn engineer thì làm wireframe. Nhưng mà cũng vui. Ok, em út chờ đi cuối hả? Ở cuối cho highlight, ok, để Kim Chi có cơ hội tìm việc. Ok, nice Đức. Vậy chắc là pass comment qua cho Thành với lại nè anh em. Ok. Share cái coi. Rồi. Thì đầu tiên là anh nghĩ là cái bài này nó polish nhất, tức là nó chỉnh chu nhất so far luôn trong các khóa học nói chung. Khá là bất ngờ vì mọi người present cái cách mà mình làm slide, cách mà mình present nó khá là trôi chảy mượt mà, và mọi cái phần nó đều rất là chi tiết ha, thì rất là tốt. Chắc là comment một số cái chắc là liên quan tới ORD này, thì mình thấy có một cái mà vấn đề mà không chỉ nhóm này mà nhìn chung á, là khi mà vẽ ORD mọi người chưa có tách những cái data object mà có mối quan hệ nhiều với nhau á. Và thí dụ như là cái user với cái plan này đi, hồi nãy mọi người có bảo là một user có nhiều plan và một plan có nhiều user đúng không, thì ok, tức là nếu mà mình cấu trúc như vậy cũng được, nhưng mà mình phải tách nó ra thành một cái data object nữa, như là một cái bảng user plan hay là một cái data object user plan gì đó, để mà mình có thể mình tách bạch ra. Tại vì nếu mà không á, thì cái thông tin về plan á, mình sẽ phải lưu hết vô bảng user, và thông tin về user mình phải lưu hết vô bảng plan, thì nó về mặt data nó rất là cồng kềnh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là đôi khi mình cần cầm một cái khái niệm để mà mình discuss với nhau á. Thì thí dụ như là mình nói trong đây có một cái chỗ session á, nhưng mà thí dụ như nếu mà mình suy nghĩ là bình thường là một cái session đi, thì một cái session đó nó sẽ gắn với một user và nó phải gắn với một plan. Tức là trong một session thì một user sẽ thực hành một cái plan hay là một cái exercise gì đó, whatever. Nhưng mà cái point ở đây là mọi người nên tách những cái mối quan hệ nhiều ra thành một cái thành một cái data object mà nó link tới hai đầu, một nhiều ha, một nhiều qua user, một nhiều qua plan. Thì trong cái ORD này có nhiều cái chỗ mà mọi người chưa có tách á, thì vấn đề của việc không tách là giống như nãy mình nói, load data nó sẽ cồng kềnh, với lại nó sẽ rất là khó để mà mọi người build out ra một cái ứng dụng, đặc biệt là tới cái phần mà truy vấn dữ liệu với user và plan á, thì cái mối quan hệ nhiều này nó sẽ làm cho cái việc truy vấn rất là phức tạp, rườm rà. Thì đó là một cái. Một cái nữa là liên quan đến việc phỏng vấn user, thì mình thấy là phỏng vấn user ở đây mọi người ấy là mọi người summarize lại như vậy cũng khá là tốt á, nó có những cái quote và có những cái insight, nhưng mà mình đang tò mò là mọi người khi mà mọi người đi phỏng vấn thì mọi người hỏi, tức là có những cái insight gì nhìn chung
khi mà hỏi những cái interview question này thì có những cái insight gì và tại sao những cái này nó được highlight lên, thì mình cũng khá là tò mò mấy cái đấy. Thì mọi người có thể thêm những cái phần như là job map các thứ ha, để mà nó, để mà mình có một cái khung sườn để mình sắp xếp cái insight lên. Tại vì nếu mà không á, mình chỉ show cái này ra thôi á, thì trong thực tế thì nó sẽ, nhiều khi nó sẽ raise question lên là ok, tại sao mình lại chọn highlight những cái data point này, thì và những cái data point còn lại nó là cái gì. Đó là một cái. Điểm tốt là cái secondary research này khá là ok, tức là ngoài cái việc primary research, tức là đi nói chuyện với user và tự làm những cái research của chính chính mình, thì cái secondary research này refer đến thì nó khá là hợp lý, nó tăng cái credibility của mình. Rồi thì chắc là phần feedback của mình nó vậy thôi, chắc là pass lại cho anh em. Thank you. Thì nói chung anh thấy anh cũng giống là mọi người làm có tâm thực sự. Tức là khi mà anh đợt trước có những cái mà anh feedback cho mọi người mà anh không nghĩ là mọi người sẽ take it seriously. Tất cả mọi thứ thì mọi người cũng đều gửi hết vào bài rồi, activity diagram thì làm cũng không thiếu một cái nào luôn. Căng, rất có tâm. Với cả của chữ xấu thế nhở? Sao chữ xấu nhỉ? Anh không dịch được. Có một số cái về cái solution thì anh comment ở trong này là một số cái chắc là nó về phần kiểu nâng cao một tí thôi. Một là cái phần weight với cả hai này, thì cái này bọn em thấy cái vấn đề là gì không? Khi mà cái này là tất cả cái này là data tĩnh này, nhưng mà tự nhiên cái weight với hai thì nó không thể nào tĩnh được, đúng không? Ý là nó sẽ thay đổi hàng ngày. Thì nghĩa là cái này nó sẽ có hai kiến thức, một là cái transactional data với cả hai là master data. Thì đây là cái transactional data, tức là kiểu nó sẽ thay đổi nhiều. Thì cái này anh nghĩ nên tách ra một cái data object khác để lưu. Cái anh muốn hỏi thêm là cái calendar với cả cái plan này thì khác nhau như nào ta? Cái calendar là cái lịch của user input của anh, còn cái plan là cái mà system define, ý là system đưa ra cho user. Plan là gồm mấy cái lộ trình từ basic á, browse, civil á. Còn calendar là cái lịch mà user nhập vô á, lịch trống của user. Lịch trống của user. Vâng. Ý là input để cho generate ra plan hả? Chính xác rồi ạ. Plan là có sẵn rồi, xong rồi cái plan đấy nó sẽ khớp với cả cái lịch trống của calendar của user. Ví dụ như trong plan có khoảng tầm 10 buổi đi, và user nhập calendar có hai buổi trống trong một tuần, thì cái đấy nó sẽ match với cả nhau. Okay. Nếu mà vậy thì anh suggest mọi người đừng đặt calendar, nó hơi hơi confuse á. Mọi người đặt kiểu available time hay là gì đó thì nó sẽ sát nghĩa hơn. Chắc là cái đấy nó hơi hơi tối nghĩa. Vâng ạ. Nhưng cái này cũng là comment nâng cao thôi. Ok. Đấy, thứ hai là ý là đào kỹ một tí sau reaction có cả content này. Đó, chắc là input thừa. Em copy từ cái comment được các thứ nên là nó hơi thừa, quên xóa. Ok, nói chung còn một cái nữa của về phần solution là anh thấy cái phần riêng về phần input completion task complete này. Nếu anh là một người tập thì anh sẽ rất ngại làm cái này luôn, trừ khi là anh integrate được cái này với cả mấy cái đồng hồ. Thì cái này cũng cẩn thận nha, một là làm thế nào để cho nó dễ nhất có thể, hoặc là kiểu ý là track cái data cũng phiền phiền thôi, tức là kiểu nếu mà mình hiển thị cái bài đấy xong rồi đăng một phát thì chỉ cần bạn ấy bấm đăng là xong thôi, thì cũng không cần phải kiểu track kỹ quá làm gì, kiểu vậy. Còn về phần problem space thì anh đánh giá mọi người cũng highlight khá tốt hai cái chữ là trì hoãn với cả external revelation.
Thì nếu mà để highlight nữa nữa thì mọi người có thể nhắc luôn cái phần problem này kiểu ngay từ đầu. Anh nghĩ các cái phần các bài khác cũng thế luôn. Em mình cái này mình không 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 nên đi theo hướng storytelling lắm nhé, kiểu đi theo cái đấy, hướng đấy thì nó sẽ khá là vui, nghe sẽ cuốn tai. Nhưng mà ví dụ đi cái chuyên nghiệp thì mình thường thường mình sẽ nên nói hết ra luôn tất cả những cái point từ đầu đến cuối, xong rồi mình đi sâu như cách của nhóm một làm à, ở nhóm Sơn làm ấy. Cái cách đấy thì nó sẽ làm cho mọi người nắm được cái idea của mọi người tốt hơn. Tuy nhiên là khá là bất ngờ. Ok, đỉnh đỉnh đỉnh. Phần à, anh vẫn đang bất ngờ vì nhóm đây là kết thúc. Anh vẫn đang bất ngờ vì nhóm nghe feedback của anh à. Thực sự ok rồi đó. Cảm ơn phần trình bày của cả ba nhóm, chốc lát cả lớp giữa tay cho chính mình rồi thì chắc là sau buổi hôm nay á, thì team mentor sẽ ngồi tổng kết lại toàn bộ quá trình các bạn performance của các bạn trong batch và sẽ share ra về cái kết quả tốt nghiệp của batch mình ha. Thì những bạn mà làm tốt hoặc là nói chung là những bạn stand out á, thì team mình sẽ gửi những cái LinkedIn review, hoặc là nếu các bạn cần endorsement á, thì có thể báo với lại ba đứa tụi mình, thì hy vọng là có thể để vô trong CV hoặc là giúp các bạn có thêm uy tín trong cái quá trình các bạn tuyển dụng. Rồi hiện đây thì chắc là không biết mình sẽ xin nhờ một số bạn ở bên khoa, ở bên community share một tí xíu suy nghĩ về buổi hôm nay đi ha, để xem từ góc nhìn của các bạn community thì thấy cái bài làm là như thế nào. Chắc là muốn bắt đầu với Phương, tại vì Phương có cả context của batch trước và batch này luôn. À Phương thì... off rồi sao á? Má sát vậy? Buồn dạ. Ừ, để Phương chạy mất. Hay là hỏi anh Phú đi, tại vì anh Phú là tech lead của... Nói chung anh Phú khá là hands on với những cái vấn đề về sản phẩm thực tế á. Thì không biết là anh Phú nhìn cái bài này, anh Phú thấy nó đủ đi làm chưa anh? Hello mọi người. Thank you. Anh thấy mọi người bữa nay anh bất ngờ quá, bất ngờ vì lần đầu tiên anh được join một cái buổi mà kiểu final presentation của mọi người, xong được nghe ba mọi người ba nhóm mọi người trình bày về cái cách giải quyết bài toán mọi người, thì anh bất ngờ vì một là mọi người cái việc mọi người giải quyết bài toán nó hoàn chỉnh từ kiểu problem này, xong đến solution này, sau đến mọi người vẽ cả job story ở activity ở bài cuối của nhóm cuối mọi người còn vẽ cả là đâu đấy, thì anh liên tưởng đến cả việc mà anh, bởi vì anh technical hơi nhiều nên là anh liên tưởng đến cả việc mọi người vẽ cả kiểu data dictionary cho hệ thống hết rồi ấy. thì anh thấy mọi người rất là chỉn chu trong cái việc mà làm những cái bài đấy, và nhìn thấy là kiểu những cái bài đấy đều có tiềm năng để tạo thành để thành một cái business luôn ấy. Anh thấy đấy, thì biết là mọi người đã share những cái phần mọi người làm thì anh có thêm học thêm từ mọi người, với lại là có nhìn bài đấy. Nice. Anh chưa tuyển dụng gì đâu. Nice. Nhưng mà nếu mà anh có tuyển thì anh biết phải đi đâu tìm rồi đó. Em chỉ nói vậy thôi, không áp lực đâu nha. Ok, cảm ơn anh Phú. Chắc là ok, anh Phú là góc nhìn của một một anh kiểu làm sản phẩm thực tế, tự lon sản phẩm thực tế của chính mình. Góc nhìn khá hay, chắc là xin một góc nhìn của một bạn chắc là đã đi làm đi, đi làm trong ngành xong rồi thấy sao, chắc là Ngọc thử coi. Ngọc Trần. Ngọc Trần. Dạ, hello. Sau khi coi ba bài thì em thấy khá là wow. Nếu mà liên bác lại với hồi em lúc mới đi làm thì em nghĩ hồi đó em có đi thi cái product management á, thì em nghĩ bài của mấy bạn chắc là dư sức pass, chứ pass sẵn nhất luôn. Nếu trong tương lai các bạn có consider mà em nghĩ chắc sorry em quên, sorry. Anyway, em cũng có một vài cái câu hỏi với lại feedback along the way, nhưng mà em nghĩ với lại mọi người mà mọi người chưa từng, em nghĩ chắc là nếu mà về kinh nghiệm của đất thì chắc là cũng không quá nhiều đâu cho batch này. Thì với kinh nghiệm mà chưa làm product trong lý thuyết thôi mà mọi người có thể đào sâu được như vậy thì nó khá là hay. Có khá là nhiều cái point mà em có thể get được. Ngoài ra thì với kinh nghiệm thực tế thì cũng có nhiều thứ mà em chưa có touch được trong nguyên cái flow của mọi người.
nên là em nghĩ chắc là em chắc phải coi lại cái resort của cái batch của mình học bài lại cho tử tế. Nhưng mà anyway thì so với lại cái area hiện tại ở Việt Nam á, với cái ngành product ở Việt Nam, thì nếu như mọi người có thể bring up được những cái này mà để đi làm á, trong tương lai thì em nghĩ nó rất là helpful và chắc là sẽ được đánh giá cao, to be honest. Nice, ok, cảm ơn Ngọc. À, cái này không phải là đang nói mọi người khen đâu nha, ý là mọi người có suy nghĩ gì, bất kỳ là suy nghĩ gì cũng có thể share nha. À, chắc là cảm ơn Ngọc. Thì chắc là em sẽ muốn hỏi, em cũng hơi tò mò thêm một ý kiến của một chị nữa. Chị có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự rồi, thì em đoán là chị sẽ có thể có cái góc nhìn từ phía nhà tuyển dụng. Chắc là em hơi tò mò, không biết là chị Mai thấy những cái bài hôm nay thì chị Mai có suy nghĩ gì không? Có khi chị Mai đang không ở đây. Ok, nếu vậy thôi chắc em sẽ recap lại cái phần sharing suy nghĩ này. Biết còn ai muốn share suy nghĩ gì nữa không? Đây là bữa cuối để mình share suy nghĩ đó mọi người. Ok, nếu không thì rất nhiều. À, với lại kiểu mọi người cái next step cho mấy cái này mọi người nên viết nó xuống thành một cái dạng document á. Thì trong thực tế thì mình làm việc thì mình sẽ không để mấy cái phần này ở trên Miro hay là trên Figma, mà mình sẽ ghi nó vô một cái document, có thể trên Notion, có thể là trên Google Docs, whatever. Thì nó sẽ là một cái BRD, nó là một cái Product Requirement Document mà mọi người dùng để mà đưa vô portfolio hoặc là đi apply job, thì mọi người có thể chỉnh cái này ra. Thì mình thấy nó sẽ rất là valuable, tại vì thực sự là cái ngành làm product ở Việt Nam có nhiều perception nó khá là high level á, kiểu chỉ là làm discovery rồi làm những cái chuyện chiến lược tầm nhìn, nhưng mà thực tế thì nó là những cái công việc mà nó ấy là gọi tay chân thì cũng không đúng, nhưng mà nó sẽ là low level, nó sẽ rất là quan trọng, nó low level nhưng nó rất là quan trọng, là việc làm delivery, làm những cái workflow already mà mọi người đã làm trong khóa này. Thì đó là những cái mà mình hy vọng là mọi người có thể showcase được cho nhà tuyển dụng, để mà cho họ biết được là khi mà mình vào một cái vị trí đó thì mình có thể tạo value ngay, và cái value của mình nó rất là concrete, nó rất là thực tế, chứ không phải là những cái mà nó quá là nó hơi xa vời một xíu. Thì mình nghĩ là next step mọi người có thể biến nó thành một cái BRD rồi đưa vào portfolio ha. Thì anh đối với cả mình, khi mà mình đi, nghĩa là khi mà mình tiếp cận những cái profile những cái bạn mà chưa có cái background nhiều ấy, thì là các bạn khó cái để chứng minh được, thường các bạn để chứng minh bằng các cái cuộc thi hay các thứ thì nó cũng không concrete lắm như Thành nói ấy. Rồi mình kiểu gì mình cũng sẽ đi dive vào những cái chi tiết hơn mà kiểu các bạn làm thôi. Nên là mình nghĩ là cái việc để những cái bài này của mọi người lên profile khá là hay. Nhớ sửa những comment đi đã nhá. Rồi ok. Thì ok vậy chắc là cũng xong cái phần lời cuối rồi đó mọi người. Thì again là next step là sẽ share kết quả cuối khóa, với lại sẽ tổ chức offline ở Hà Nội và Sài Gòn chia hai bên ha. Ok, anh thấy anh Thứ đang crying. Yeah. Rồi. Thật là luyến tiếc. Chị Mai lại join kìa. Chị Mai. Oh, sorry mọi người, chị không hiểu sao chị không bật được cái mic. Sau đấy chị mới phát hiện ra là thằng nhà chị nó để hai cái ô tô của nó lên bàn chính của chị. Sorry, thưa chị, sorry là cái đoạn cuối chị hơi bị miss ở cái nhóm 3. Mà đầu tiên thì chắc là chị cũng có một vài điểm là chị đầu tiên là rất là impressed về cái flow của mọi người làm. Chị thấy là rất là chuyên nghiệp nha. Là từng cái bước nhỏ một mọi người làm rất là chỉn chu. Chị chỉ đang thấy là có một vài điểm ấy, là cái điểm duy nhất thì như ở đây toàn các bạn làm B2C, thế nên là chị không thấy cái sản phẩm nào B2B. Chị thì đang curious hơn một chút là nếu mà B2B thì cái flow nó có khác đi hay không, hay là chắc là sẽ có những cái transferable, nhưng mà chị không rõ là B2B nó khác gì hơn nhiều không, tại vì trước giờ chị hay làm công ty B2B nhiều hơn. Thì đang curious hơn một chút về B2B. Cái thứ hai là cái phần product gọi là gì nhỉ, discovery ấy. Thì chị cảm giác là có thể là mọi người hơi chưa có nhiều thời gian, thế nên là phỏng vấn hơi ít người.
có thể là cái insight, những cái insight story chị nghĩ là có thể sẽ làm cho nó sâu hơn được một chút, chị không biết, nhưng mà đây khách quan từ bên ngoài chứ không phải là một người trong ngành nên là chị cũng không rõ, nhưng mà cái impression của chị thì sẽ là cái insight hoặc là cái trigger hoặc là một cái gì đấy nó different đó. Với các cái sản phẩm khác thì có thể là chị sẽ chưa nhìn thấy được một cái điểm là cái này thì nó khác với các sản phẩm khác tương tự như thế nào, cái insight nó có một cái insight gì đấy khác làm cho mình kiểu winner hay không, thì đấy là cái overall cái impression thôi. Còn chắc là chị khá là thích những cái nhận xét detail của Nam về cái phần phần data ấy, cái phần đó, tại vì chị nghĩ cái phần đấy là cái phần mà chị rất là quan tâm, và chị xét chuyện nó hoạt động như nào lắm, dù cũng xem cái slide của mọi người, nhưng mà những cái nhận xét detail của Nam về cái phần đấy thì chị hiểu hơn về cái why it's important và it's how it works, thì chị thấy là mấy cái nhận xét của Nam về cái phần đấy cũng khá là hay, thì đấy là cái phần với cá nhân chị thôi. Còn ở góc độ hiring manager thì chị nghĩ là nó phụ thuộc vào việc là bạn apply công ty nào, họ cần cái gì ấy, thì nó sẽ make sense hơn thôi. Còn cái này thì overall thì như vậy, nhưng mà yeah, chị nghĩ là nếu mà mới bắt đầu thì như này rất là good rồi. Dạ, cảm ơn chị Mai. Ok, chị Mai đã có một vài comments cuối có vẻ là rất hợp lý để wrap up buổi hôm nay. Ok rồi, thì cảm ơn mọi người đã tham gia, dành thời gian và dành cả sự chú tâm. Ok, thì chắc là hẹn mọi người ở buổi offline nhé. Anh em được cử ra Hà Nội để dắt mọi người đi offline, còn mình với Thành thì chắc không ra được. Ok rồi, thank you mọi người, bye bye mọi người. Hẹn mọi người nhé. Chắc làm cái này thì mất 2 tuần rồi. Mất bao lâu nữa kênh không hỏi. Mất bao lâu rồi để hoàn thành dạ. 2 ngày. Thế, wow. 2 ngày đấy. Nếu mà như thế là rất là cool. Quên mất là chưa ở cái friend. Tôi chính thức bởi vì anh Nam sởi xong. Okay. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Okay.